Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 2 năm Quý Mão. Chúng ta có duyên để tiếp tục học bản kinh Hoa Nghiêm. Mình đang học lễ dở phẩm thập hồi hướng thứ 25, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lại đem pháp thí có bao nhiêu sự tuyên dạy, bao nhiêu sự khai ngộ và những thiện căn do đây phát khởi để hồi hướng như vậy. Nguyện tất cả chúng sanh thành Bồ Tát Pháp Sư, thường được chư Phật hộ niệm. Nguyện tất cả chúng sanh làm vô thượng Pháp Sư, phương tiện an lập tất cả chúng sanh nơi nhất thiết trí. Nguyện tất cả chúng sanh làm Pháp Sư không thua súc, không ai vấn nạn cùng tận được. Nguyện tất cả chúng sanh làm vô ngại Pháp Sư, được quang minh vô ngại nơi tất cả các Pháp. Nguyện tất cả chúng sanh làm trí tạng Pháp Sư, hay khéo diễn thuyết tất cả Phật Pháp.
Nguyện tất cả chúng sanh thành tự tại pháp sư khéo phân biệt trí huệ của Như Lai. Nguyện tất cả chúng sanh làm như nhãn pháp sư, nói pháp như thiệt, không người khác dạy. Nguyện tất cả chúng sanh làm pháp sư, ghi nhớ tất cả Phật pháp, thuyết pháp đúng lý, không trái cú nghĩa. Nguyện tất cả chúng sanh làm pháp sư tu hành đạo vô tướng, tự trang nghiêm với những diệu tướng, phóng vô lượng quang minh, khéo vào các pháp. Nguyện tất cả chúng sanh làm đại thân pháp sư, thân lớn đầy khắp tất cả quốc độ, nổi mây pháp lớn, mưa Phật pháp lớn. Trên đây là đến phần hồi hướng do các vị Bồ Tát đã làm nhiều pháp thí, rồi tuyên dạy cũng như khai ngộ tất cả chúng sanh. Thì có bao nhiêu thiện căn phước đức sẽ đem hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Chúng ta thấy trong Phật pháp cái việc làm chính là tuyên dạy chánh pháp, tức là được gọi là pháp thí. Chỉ có pháp thí thì nó mới tạo được những cái thấy nhìn chân chính của những người học Phật. Chúng ta tu nhưng mà chúng ta không có học lý thuyết vững thì đi sâu vào thiền định dễ bị lệch lạc. Và có những người có những cái giai đoạn tu chứng nhưng mà chưa có phải là triệt ngộ, thấy mình cũng có hiểu biết, thấy mình cũng có kinh nghiệm, thấy mình cũng có thần thông, thấy mình có năng lực này nọ nơi kia rồi dội đi truyền bá, nhưng mà thực sự chỗ thấy mình nó chưa có tới, hướng dẫn con người ta bị lệch lạc, và điều lệch lạc đó rất là nhiều. Thì như vậy là nếu nói đúng thì sao? Trong vô lượng kiếp sinh tử, chỉ cần chúng ta nhận đúng lý thôi là gần như chúng ta không còn bị lệch lạc nữa. Con đường thành Phật phía trước trải rộng và chúng ta tin chắc là chúng ta không bao giờ bị lệch. Dù có xảy ra những cái giai đoạn thiền định mà chúng ta không còn có cái gọi là cái khả năng để có thể dụng lực, dụng tâm. Mình không có khả năng điều chỉnh mình được nữa. Nhưng mà nếu mình khởi cái công phu bằng cái chánh kiến thì đi vào thiền định chúng ta có thể lọt vào chánh định được. Nhưng chỉ cần một chút lệch lạc thôi, cái việc mà thâm nhập trong đại định và chánh định rất là khó. Và điều này thì chúng tôi gặp nhiều. Có những người tu chúng ta thấy rất là tốt, như một đoạn thôi, họ bị hư nhiều chuyện. Và họ đang ở trong định. Tôi đang gặp và tôi đang trị một người đang ở cửa ngõ định rất sâu. Buông ra là họ đứng hình. Họ có thể đứng suốt ngày, suốt đêm, ngồi suốt ngày, suốt đêm. Và tôi biết chắc rằng nếu mà không phải chuyên sâu trong định không phá nổi người này. Tôi cũng thả lỏng thử đúng tuần đứng đâu đứng đó. Để mình phải nhúng tay vô để mình phá cái đó thì mới nhúc nhích đi đứng được. Còn không là thiếu điều muốn ngồi hoài, muốn nằm hoài. Ta muốn ngay cả đi vệ sinh cũng không thèm đi. Kiểu như vậy. Nhưng mà cái nhìn của người khác, cái nhìn của giai đoạn công phu mà ông thầy truyền đó, thì ông thấy mỗi người mà dụng công được định vậy là ông nghĩ là giống như đạt được cái pháp rồi. Và chính ông thầy đó cũng không có đường gỡ. Nếu có duyên thì mình sẽ gỡ tới ông thầy đó. Tại ông thầy ảnh hưởng nhiều người lắm. Trước đây mình gặp một cái người mà ngồi nói chuyện từ sáng sớm, tức là 7 giờ đi, mình nói từ 7 giờ tới 11 giờ. Trong con mắt đứng như cây cột, không nhúc nhích, gió thổi không lại. Chứ không phải là lá cờ, là cọc cờ. À, như vậy phải dùng lý luận và dùng tâm lực để có thể phá cái bí kết này. Đối với chúng tôi nó là bí kết. Mặc dù là định rất là sâu, có thần thông biết quá khứ vị lai, nhưng mà đó là do định lực sâu, nó biết được một số chuyện thôi, chứ chưa thực sự là thần thông ở trong đạo Phật. Vì phải chứng thánh quả A-la-hán mới có thần thông thực thụ. Sau một buổi 4 tiếng đồng hồ thì thấy mắt chớp chớp một cái. Chớp mắt là được rồi. Nó làm sao mà mắt nó mới trở lại bình thường. Định trên cái tròn con mắt có gì. Nếu mà có gặp những người đó thấy hay lắm.
quý vị đứng đối diện với họ một hai tiếng đồng hồ trồng con mắt mà kêu họ dao động nhẹ một cái không có nữa, thì chứng tỏ là họ đã sử dụng cái công phu tu rất là dày dặn, rất là cực khổ mới được cái định đó, chứ không phải là người bình thường. Cho nên cái việc mà pháp thí nó cực kỳ quan trọng. Cái người mà có đủ chánh kiến, có đủ đạo lực, có đủ định lực, có đủ tuệ lực, có đủ phương tiện lực, thì người đó mới có thể phá người ta những cái phúc mà cần thiết, chuyển người ta những cái phúc cần chuyển. Tại vì có những cái giai đoạn cao trào công phu họ tới cái ngã ba và họ rất là hoang mang, hoặc là họ bế tắc. Có những cái đoạn mà mình rất là buồn thầy, là vì mình tới đó ông thầy không thấy được mình, và mình qua nữa thì qua không được, mình lùi nữa mình lùi không được, mình đứng không được, gần như là mình mất tự chủ tuyệt đối. Cái phút chuẩn bị tan cái thân ngũ quẩn là gần như chúng ta bị mất tuyệt đối, chúng ta bị mất tuyệt đối. Thì vậy là nhờ cái huân tập chánh kiến từ cái việc pháp thí của các bậc thiện tri thức. Kinh điển thì Đức Phật nói hết rồi. Trong giai đoạn tìm chân lý, mình không thể nào mình đủ cái sức để có thể đọc quyển kinh. Ví dụ như quyển kinh Hoa Nghiêm mà mình đọc vô mình có hiểu nổi không? Cách nào mình hiểu nổi? Một số kinh điển đại thừa chúng ta hiểu không nổi. Một số hệ thống kinh nguyên thủy Đức Phật nói về định chúng ta hiểu không nổi. Mình chuẩn bị được vào định như thế nào Đức Phật nói mình cũng hiểu không nổi. Trừ trường hợp là những cái bậc tái lai, họ đã nhiều kiếp đi vào thiền định rồi, bây giờ họ đọc qua họ thấy là Đức Phật nói chỗ này muốn nói cảnh giới định gì. Và tu nếu mà tới đó mà không có thấy cái đó một cách chính xác, mờ mờ một tí thôi là đã lệch đường. Chúng ta không có chắc rằng mình là những bậc tái lai đã từng chứng thánh, đúng không? Chính Đức Phật nói là chứng thánh quả A-la-hán của tình tâm của mình. Mà bây giờ mình đi vào con đường công phu mình bị mù mờ mà không có chịu học và không theo học những cái vị minh sư thực thụ thì đừng có hòng chúng ta tiến hóa công phu. Chúng tôi dùng cái từ là đừng có hòng. Không có cái chuyện ăn may đâu nha. Trong Phật Pháp không có cái chuyện ăn may. Cái chuyện gì nó phải chuẩn mực chuyện đó. Bước bước một là bước một, bước hai là bước hai. Chứ không có nói cái chuyện bước hai thành ba, không có cái chuyện đó đâu. Trong cái giai đoạn đầu mà tiến hóa công phu để mà từng bậc thánh quả như trước mình nói là không có ai được quyền vượt bậc cả. Trừ trường hợp là đã chứng thánh quả rồi, bây giờ trở lại đời này thì một nghe ngàn ngộ thì cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Còn ngoài ra là tất cả chúng ta đều phải thứ bậc công phu. Thứ bậc công phu nó không phải là thứ bậc của thiền định mà là thứ bậc của khai tuệ, tức là cái thấy, cái biết của chúng ta. Ví dụ như bây giờ mình thấy nhỏ lớn mình cũng chưa có tu cái gì, tự động nghe một câu cái mình thấy giống cái gì đó mà mình cũng không biết giống cái thứ gì ở trong. Đúng không? Nhưng mà rất là giống và rất là đúng. Tôi gặp một số người gần đây họ không có tu, họ là người đời rất là bình thường, họ cũng sinh hoạt như một người bình thường, nhưng mà họ nghe qua một cái bài giảng chuyên sâu, nó ủa sao giống cái của tôi quá vậy, tôi nói của ông là cái gì. Thì ông nói rất là trúng. Mình rất là bất ngờ, có những cái mà cái tuệ người ta đã tới một cái tầng đó rồi, họ cần cái sự nhắc thức hoặc là cái sự khai thị mới của một vị thầy thì họ sẽ chuyển biến rất là nhanh. Thật ra cái thứ vực nó cũng không phải là đi theo tình trự của thiền định, có khi thì phải đi theo tình trự của thiền định, có khi thì nó sẽ là một cái sự khai mở về trí tuệ, thăng một tầng bậc tâm linh sau một câu nói, có thể đổi 1000 năm công phu. Do đó mà cái việc pháp thí nó cực kỳ quan trọng. Nhưng mà pháp thí phải là ai mới làm pháp thí? Đó mới là vấn đề. Mình tới đâu mình mới thí pháp được, chứ không phải mình hiểu Phật Pháp là mình lên tòa nói pháp là được gọi là pháp thí. Không phải đâu. Không có đủ cái lực, không có đủ kinh nghiệm, không có đủ trí tuệ, không đủ chánh kiến thì phải nói thật là khoan hả nói pháp. Vì mình đã thấy lệch. Một lời nói mình hàng trăm hàng ngàn người sẽ lệ theo thì phước nó không có còn mà coi chừng bị tổn. Cho nên việc pháp khí là một cái điều rất là quan trọng đối với cái người tu. Những người đi theo con đường Phật Đạo chúng ta phải, trong giai đoạn đầu chúng ta phải dùng cái từ là phải chăm chỉ, phải tỉ mỉ, phải gọi là rất là khó khăn đối với chính mình trong mỗi lần thay đổi cái nhìn của mình trong công phu cũng như trong Phật Pháp. Ví dụ như bây giờ
mình có một cái thấy về vô thường, mình có một cái thấy về nhân quả, mình có cái thấy về nhân duyên. Thì cái hồi mình đang thấy là mình thấy nó mới, nó hay và mình có thể thuyết cho người khác nghe được. Nhưng trong cái thấy mới này mình phải biết cách để mình, thứ nhất là gì? Mình chứng minh trong cái đời sống đời thường của mình về việc nhân quả, hoặc là mình nhìn chung quanh những cái việc xảy ra nhân quả của người đó cũng như là của chính bản thân mình. Mình đủ sức để có thể chiêm nghiệm và đến một cái ngày mà mình đủ cái tuệ để mình khẳng định rằng cái thấy nhìn này nó là chuẩn. Còn không á, thì chúng ta phải gặp một vị thiện tri thức. Chúng ta đối diện nói về cái kiến giải của mình một cách rất rõ ràng là thấy như vậy, biết như vậy, hiểu như vậy và đang sống như vậy. Trong cái thấy nhìn đó đã trải qua bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi, mình đã thấy cái điệt đó như thế. 5 năm, 10 năm chưa chắc đã đúng. Có khi nó có một cái lệch nào đó, đối với mình nó là đã 100% rồi, nhưng mà cái nhìn của người chuyên môn nó lại khác đi. Thật ra chúng ta dễ nhận ra trong một cái bài giảng hoặc là một quyển sách viết, chỉ cần đọc qua một cái câu, hai câu ở lời nói đầu là mình biết người này tới đâu rồi. Không có mất công đọc hết quyển sách đâu. Lời màu đầu là nó biết ông là ai. Không phải giấu được, nói mà khi kiến giải chúng ta nói ra là không có giấu được. Người chuyên môn thì nghe họ sẽ biết, còn người không chuyên môn nghe họ cũng tại vì người này cũng đã có chiêm nghiệm, đã có một chút kinh nghiệm rồi, đã có một chút sở đắc, thì cái người không có kinh nghiệm nghe qua nghĩ là thánh thần rồi. Nhưng mà xin thưa không phải đâu, trong chuyên môn nó còn nhiều cái khác biệt lắm. Thì đang những cái việc mà thuyết pháp xong rồi mới tới cái việc khai ngộ á. Việc khai ngộ là đương cơ tức thời, tức là đối diện mình ngay khi đó nói một lời, một câu, một hành động, làm một cái điều gì đó để cho mình thức tỉnh là ở tầng thấp. Tức là chúng ta có thể tỉnh ra bởi một câu nói nào đó của một cái vật thiện tri thức thì chúng ta đang ở cái tầng rất là thấp. Chúng ta ở cái tầng cao hơn, chúng ta có thể có một cái thế nhìn nó khác biệt với tất cả những cái hiểu biết của mình qua một câu nói của người khác. Thì này, cái tầng này cũng tương đối cao đúng không? Một cái tầng cao nữa là qua một lời nói của ông thầy triệt ngộ hoàn toàn, thấu suốt sinh tử, không còn lầm sinh tử nữa, thấu suốt con đường thành Phật không còn lầm nữa, thì đó được gọi là khai ngộ. Mà khai ngộ là phải là những người phải có trí tuệ thâm sâu, ai nói khác hơn là những người đạt ngộ, thì người đó mới có khả năng khai ngộ. Còn thường thường không có đâu. Chỉ có thể nói, có thể giảng cho người ta hiểu, cho thuyết pháp bình thường thôi. Còn khai ngộ làm cái gì rất là chuyên. Và họ đủ tầm để họ thấy cái người đệ tử của mình. Cái người này vừa nhìn là biết căn cơ họ là cái gì. Đối với trong nhà thiền gọi là quán cơ. Câu chuyện mình thường hay kể là hồi đó Thạch Đầu đi gặp Ngài Mã Tổ, vừa quỳ xuống lại thôi thì ông nói là thầy ông là người kia kìa, không phải là ta. Bây giờ chỉ cần một hành động là biết người này cái duyên phải học thầy nào. Và vị thầy chỉ cần nhìn thấy người này là có duyên với mình thì mình thu nhận, không có duyên từ chối bằng mọi cách. Chứ không phải ai xin vô chùa tu là cho. Cái thời xưa các vị rất là giỏi cái điều này. Thành ra cái người mà có khả năng khai ngộ là người có đủ cái tuệ nhãn. Đối với Phật Pháp là người đó có đủ cái tuệ nhãn để có thể nhìn thấu căn cơ người đó. Họ kẹt chỗ nào có khả năng mở cho họ cái đó liền. Và mở bằng hành động nào thì không cần biết, miễn tháo đinh mở chốt cho người ta là các vị làm. Thành ra ngày xưa nhiều khi thiền sư đánh rồi đập rồi la rồi hét đủ thứ, và lại có người ngộ. Có những người không nói câu nào họ ngộ. Thì đó là tất cả những cái căn cơ mà vị thầy thấy được, sử dụng cái chiêu đó với người đó là người đó thức tỉnh. Người thứ hai đứng nhìn chơi chứ không biết gì. Mặc dù người thứ hai rất là giỏi Phật Pháp, nhưng mà người ngồi bên cạnh tuyệt đối là không thể biết được cái cách mà vị thầy chuyển tâm của cái người đối diện. Khai ngộ là một sự chuyển tâm, là một sự mở trí, gọi là tháo đinh mở chốt. Thì đây là những cái cơ chiêu siêu sức mà nó không có thành khuôn sáo được. Tại mỗi một người nó có một cách khác nhau. Và không dễ gì chúng ta được gặp một vị thầy đó. Và lỡ mà chúng ta đạt gặp một người đủ sức như vậy cũng không dễ gì mình được ngộ, là tại vì mình chưa tới lúc.
Rồi cứ tới lui gặp thầy hoài, nghe đồ cũng giỏi mà tới tôi đâu thấy không khai ngộ đâu, cũng cứ giảng thuyết hoài, cái mình chán. Chán là đúng, tại vì mình không có đủ sức để mình theo, mình bỏ mình chạy là đúng. Chứ không phải chán là gì, không khả năng, không cung cấp cho mình cái kiến thức, không khả năng khai thị cho mình, không phải vậy đâu. Cái người mà hiểu biết á, thì khi mà chúng ta khao khát chân lý là chúng ta sẽ đi tìm thầy. Nhưng mà chúng ta tìm á, thì mình nghĩ là mình có trí tuệ, là mình nghĩ mình có kinh nghiệm tu hành, mình nghĩ mình có kiến thức, mình có thể tìm được một minh sư. Minh sư mà mình tìm được á, mình khẳng định đó là minh sư của mình, mình khẳng định đó là vị thầy để mình có thể giao cái mạng của mình, vân vân. Tất cả những điều đó mình đã thấy đủ, mình có kiến thức đó, mình đã học, mình đã kinh nghiệm, mình hiểu biết đủ hết rồi. Cho nên bữa nay tôi gặp được thầy này chắc là thầy của tôi rồi đó. Nhưng mà tôi nói chưa chắc. Chưa chắc. Đệ tử tìm thầy nó chỉ tìm bằng cái căn nghiệp của nó. Chỉ có ông thầy giác ngộ mới nhìn được cái căn nghiệp đó nó phù hợp với cái pháp nào. Ông thầy mới tìm đệ tử chính xác, chứ đệ tử tìm thầy là không bao giờ chính xác. Cho nên nó là đệ tử tìm thầy thì cũng khó, mà thầy tìm đệ tử cũng nan. Tức là cả hai bên đều rất là khó. Tại vì phải dùng cái từ là trong số hàng tỷ người có một người xứng đáng để mình có thể nói một câu, tìm có khi 50 năm. Ai cũng dạy, ai cũng nói, ai cũng khuyên tu, nhưng mà thật sự cái người chính để khai thị là chỉ có một người thôi. Trong đời đó sẽ có một người, và có khi cả đời không có người nào luôn. Thật ra cái việc khai thị không phải là chuyện đơn giản. Có nhiều người cứ tới nói, thầy khai cho con một lời. Tôi nói một lời để được cái gì và muốn cái gì? Muốn ngộ đạo thành Phật liền không? Muốn sao? Muốn ngộ đạo thành Phật liền là chưa đủ căn cơ đó đâu. Không có khả năng để nó một ngang ngàn ngộ được. Và chúng ta đừng bao giờ đòi hỏi điều đó. Tại vì ông thầy biết mình. Những cái bậc minh sư luôn luôn biết đệ tử mình tới đâu. Phải nói một câu ngon như vậy. Và mà nửa đêm mình ngộ đạo, ổng cũng gõ cửa nhà mình, ổng khai thị nữa. Chứ đừng có kìa tìm mất công lắm. Ở thế giới này nó không có rộng đâu. Cho nên những cái bậc minh sư có khả năng tới nhà mình, đối diện với mình bất kể giờ phút nào, nếu thấy phút giây đó có thể khai mình ngộ đạo, thì họ sẽ làm bằng tất cả những phương tiện để khai thị chúng ta. Ngoài ra không có cái chuyện mà khai ngộ bất thường đâu, không có chuyện đó đâu. Chúng ta cứ nghe những cái chuyện thiền sư rồi là cũng thấy thời này cũng có nhiều bất chước, nhiều người bất chước, người ta tới cái nói một lời rồi gõ đầu một cái rồi đánh cái phất trần hay là cái gì đại khái vậy, đánh phất trần để phủi bụi đồ chơi được. Chứ khai ngộ thì khó. Cho nên ở trong nhà thiền nói cái từ khai ngộ nó là một cái chuyện gọi là cái gì, mình dùng từ thế gian dễ hiểu là nó rất là huyền bí, nó rất là linh thông và không theo bất kỳ khung giáo nào. Nhiều khi thấy đi đằng trước mình ở đằng sau đạp chứ không đạp chúa nhủi nó ngộ. Thì cũng không biết được, đi ngang thì cũng đá chân cho mình té ngộ cũng không biết được. Tức là cái lúc mà mình tới mình chưa hẳn đã biết, nhưng mà ông thầy biết. Thành ra tìm thầy tức là chúng ta tự phát khởi cái tâm tìm cầu chân lý của mình và đi theo cái gọi là cái gì, cái nghiệp của chúng ta. Chúng ta tìm thầy theo nghiệp của mình. Và như vậy nếu như mà vị minh sư thấy giữa cái nghiệp tập của họ có duyên với cái dòng pháp của mình và họ mở cửa thì người này được lọt vào, được thân cận, được gần gũi, chứ cũng không phải dễ. Còn gần như là nó có một cái gì đó nó che chắn. Mình đối diện với một vị thiện tri thức chưa chắc mình đã biết. Và những người đã từng gặp nhưng mà chưa có cơ hội để mình có thể thọ học đó, thì gần như mình cũng bị đóng bít, mình nhìn thầy cũng bình thường. Nghe đồn đồn tới thấy ổng đâu có gì đó. Nhiều khi còn thấy ổng ham tiền, ham danh, ham lợi, còn chê bỏ đi nữa. Chưa đến cơ hội để khai thị thì rất là khó để có thể mở tâm người đó. Thành ra cái việc mà có bao nhiêu sự khai ngộ, mà khai ngộ mà có hiệu quả thì chúng ta thấy cũng không đơn giản. Mà những vị thầy mà có kinh nghiệm á, trải qua cái giai đoạn công phu rồi mà đạt ngộ rồi á, thì gần như vị nào cũng có khả năng khai ngộ nha.
Chỉ cần mình ngộ đúng thôi, gọi là triệt ngộ đối với đạo Phật là có khả năng khai ngộ liền. Đó giống như cái trường hợp của cư sĩ Hộ Lư chúng ta đúng không? Cái lần đầu nghe cái bài kinh Kim Cang đã ngộ rồi. Lần thứ hai được là ngũ tổ đọc lại cái đoạn kinh Kim Cang đó, giảng không kịp giảng luôn, chỉ cần đọc chánh văn thôi. Nghe không nên trụ sắc sanh tâm, không nên trụ thanh hương vị sư pháp sanh tâm, nên sanh tâm ở nơi vô trụ, ổng ngộ liền. Thì ngộ trước là thấy được cái sự thật của cái tự tánh, cho nên mới thốt lên nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, nào ngờ tự tánh hay sanh môn pháp, nào ngờ tự tánh vốn không dao động vân vân. Thì vị thầy biết mình đã ngộ. Tất cả những người ngộ đều có những câu nói riêng của chính mình. Thành ra trong khi đối diện với vị thầy, mình nói mình lãnh hội điều này điều kia mà lặp lại câu nói của người khác, biết rằng mình chưa ngộ. Đơn giản vậy đó. Thành ra có vị thầy hồi đó nhập thất chung, giai đoạn đó là nhập thất chung, nhưng mà tôi biết rất rõ thầy này. Bữa đó ra thất, tôi hỏi ra trình gì thì thầy đọc hai ba câu kệ cho tôi nghe. Tôi nói nghe thì hay á, nhưng mà cái này của Phật tổ ông nói một câu riêng của ông tôi nghe coi. Đâu có câu nào để nói. Không có cái nói riêng. Không có cái nói riêng có nghĩa là mình gom nhóm cái kiến thức của người khác rồi mình đúc kết thành một câu kệ, câu thơ riêng của mình. Rồi kiểu như là nấu xà bần để ra được một câu kệ thôi, chứ không phải là cái riêng. Cái riêng của mình nó mới lắm. Hồi ra nói chắc là thầy đó nhớ tôi nói là: thứ nhất ông thật tu, tôi nói rất rõ ràng nha, tôi nói ông thật tu rồi ông phải bỏ cái bài kệ này, và ông ra ông đảnh lễ của Hòa Thượng sẽ trình một cái gì đó khác đi. Còn nếu ông muốn cầu danh cầu lợi thì ông chắc lập trong 6 tháng nhập thất ở đây nó ra bài kệ này, ông ra ông trình để được Hòa Thượng công nhận ông là cái người có cái thấy biết. Nhưng mà cuối cùng ông ra trình xong rồi quay trở vô gặp tôi. Tôi nói nè, hết cái thế gian này công nhận ông sáng đạo, nhưng mà ông nhớ là ngày đó là ngày 15 tháng Giêng năm 1993 có một ông thầy khùng khùng không công nhận, nhớ nha. Cho nên bây giờ vẫn còn gặp lại, giờ ông cũng phải nhớ câu nói đó. Không phải như vậy, cái chuyện ngộ đó không phải như vậy. Và những cái vị thầy mà có khả năng khai ngộ là chúng ta thấy rất là sắc sảo, nó rất là huyền biến, rất là linh thông, không có đơn giản mà nói chúng ta lặp lại câu thứ hai, không có chuyện đó đâu. Và bản thân cái người ngộ cũng không được quyền lặp lại bất kỳ một câu nói nào của Phật tổ. Cho nên chúng ta thấy giống như ngài Đại Huệ phải nói 100 trắc công án đó, tức là phải nói hoài, trình câu này, trình câu kia, trình câu nọ, trình đủ hết những cái câu rất là sâu. Cái vị thầy cũng lắc đầu, tới cuối cùng nói một câu, nói: ủa sao sáng giờ mày không nói câu đó, mệt. Nói đúng cái câu đó là câu mới. Mặc dù cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng mà đó là cái chỗ thấy riêng của mình. Cho nên khi mình trình kiến giải cho ta thấy là ở trong Phật Pháp, tại vì ở đây nó chưa có mở những cái trường thiền để rồi mỗi một ngày tu, mỗi một giờ tu là chúng ta sẽ có cái sự thay đổi mà chúng ta trình kiến giải. Và vị thầy khai ngộ ngay cái lúc mà chúng ta trình kiến giải đó, mặn vào chúng hội 2-3 ngàn người, nhưng mà chỉ nói riêng cho mình thôi. Thì điều đó được gọi là khai thị á, trực tiếp đối diện với mình để nhận một cái lời nào đó. Thì cũng không phải là đơn giản là mình có thể được khai ngộ, mà đa phần là các vị đều phá vỡ cái chỗ bế tắc của mình, thay đổi một cái nhìn chút nữa thôi, chứ còn muốn nói mà triệt ngộ theo cái sự khai ngộ của thiền tông thực thụ là hiếm lắm. Và Trung Hoa thì cái việc sai ngộ rất là nhiều. Theo lịch sử chúng tôi đọc, sau tổ Bồ Đề Đạt Ma thì khai ngộ cho tới mức mỗi đời một vị, nhưng mà tới lục tổ Huệ Năng là bắt đầu nhiều, tới ngày Mão Tổ thì nhiều, Mão Tổ thì gần như là đệ tử đông. Sau đó thì mỗi một pháp hội cũng có 1-2 người, mặc dù chúng hội có 1-2 ngàn, nhưng mà 1-2 người thôi, thì được gọi là truyền thừa. Nhưng mà sau này tôi đọc lại thì tôi thấy cũng không ngộ được mấy người ở đất Trung Hoa. Nhiều lắm là 10 người thực sự triệt ngộ đúng. Ở hồi đó mình đang học thiền á, thì nghe câu nói của Hoằng Bá,
Thì nói là trong 72 vị thiện tri thức đệ tử của Mã Tổ, tức là Bằng Bá đệ tử của Bát Trượng, Bát Trượng là đệ tử của Mã Tổ, tức là Mã Tổ là cụ sư ông nội á. Thì tới ngày Bằng Bá, ngày rất là sâu, ngày nói một câu là trong 72 vị thiện tri thức đệ tử của Mã Tổ, sư ông của ta, trong đó chỉ có 3 người rớt vào chánh vị thôi. Quý vị biết nghe câu đó là bắt đầu tôi bị nhức đầu 6 tháng luôn. Chứ tôi thấy ông nào cũng tự tại mà. Thứ nhất là ông giảng pháp được nè, thứ hai ông sanh tử tự tại, nói bài kệ ông tịch đầy hết trơn, mà nói là có 3 người rớt vào chánh vị là sao? Mất ăn mất ngủ suốt 6 tháng về câu nói này. Mà thực sự không phải 6 tháng đâu, kéo dài nhiều năm lắm tôi mới thấy ra chuyện này. Có nghĩa là mình đọc cái đó từ hồi cái thời năm 90 mấy, nhưng mà thực sự mà thấu thoát được cái câu đó tới 2007. Có nghĩa là mất hơn 10 năm, nhưng mà 6 tháng đầu căng thẳng lắm, nhưng mà sau đó rồi thì thôi cũng buông ra, mình hiểu mang máng thôi chứ mình không có hiểu hết. Cho tới dần tới 2007 là gần như mình mới thấy hết được cái câu nói này. Vậy đó chúng ta thấy rõ ràng là câu đó cũng là một câu khai thị của mình, nhưng mà mình muốn ngộ nó là phải mất 5 năm, 10 năm. Đấy, giống như cái chuyện của bà già Đốt Am, tôi cũng phải mất 6 tháng trời để mới hiểu được cái chuyện của bà già Đốt Am. Cứ đi đứng nằm ngồi cứ thắc mắc hoài, sao kỳ ta, cái ông kia mà ổng đã nói 3 năm không còn hơi ấm, giống như cây khô trồng trên đá, tức là phụ nữ mà ôm ổng không có động, giống như cây khô trồng trên đá mà 3 năm rồi chứ không phải chuyện mới đây. Vả sách đốt bỏ đốt am. Thì bà này là cái thứ gì? Mày ghê gớm vậy. Người ta đã đạt được cái định mà đã mất dục, đã hết dục rồi. Người phụ nữ ôm không còn bị động. À, cổ có ôm ổng thì giống như cây khô trồng trên đá, mà chuyện đó nó xảy ra 3 năm rồi. 3 năm vô noãn khí. Tức là 3 năm cũng còn hơi ấm đó nữa, tiêu rồi. Bà Đốt Am cũng vừa. Nhưng mà sau này mình hiểu rồi, mới thấy bà Đốt Am là bà giỏi. Nhưng mà trước kia tôi bực lắm, tôi nói tôi cỡ đó là tôi thiệt, gặp tôi là tôi lại xối tráng luôn ở đó mà Đốt Am. Vậy mà giờ bà nhận đó. Nhưng mà sau này cũng quay trở lại. Quay trở lại thì ông đi cũng mấy năm, quay trở lại xin bà cho tôi cái thất để tôi nhập thất tôi tu. Thì hồi đầu bà cũng cho, nhưng mà lần trước đó là nuôi 3 tháng mới cho cháu ngoại vô thử. Bây giờ sợ tốn cơm thì bà thử liền. Sau 1 tháng nhập thất cho ông yên ổn trong xu rồi. Thì là bà dạy là con vô con ôm ổng, kỳ này con dồn thẳng cặp mắt ổng, con hỏi ổng bây giờ làm sao. Nói chưa, cô này ôm ông thầy, hỏi giờ thầy làm sao. Ổng nói tôi biết, cô biết, đừng cho bà đó biết. Vậy mà bà vô bà lại. Kỳ ta. Hồi đó là tôi thắc mắc ghê gớm luôn. Ủa cái chuyện riêng tư của hai người không cho người khác biết. Đúng không? Thì cô ôm tôi là tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Mà bà vô bà lại là sao? Tôi thắc mắc hoài luôn. Đó, có những cái câu của thiền sư, những cái cách khai thị của, này nó gọi là cái cách khai thị á. Mà là mình không có đủ cái tuệ ngay đó, mình không có nhận ra nổi đâu. Phải mất rất là nhiều năm công phu tu hành. Nói tới cái chuyện khai ngộ là nhiều nhiều chuyện để bàn lắm. Nhiều năm tu hành. Bữa đó tôi đang ngủ chứ không phải là thức đâu á. Đang ngủ ngoài đồng tự nhiên cái nhớ câu chuyện đó. Tụt xuống giường lại mà đâu biết ổng ở đâu lại. Lúc đó hiểu rồi, hiểu rồi. Mà thật là độc đáo. Phải nói là một câu khai thị tuyệt vời chưa từng có trong lịch sử luôn á. Chứ không phải chuyện đơn giản. Và già lại rất là đúng. Vừa rất là sống động mà vừa rất là sâu. Bây giờ ví dụ như mình thấy nè, mình thấy thôi chưa nói tới cái chuyện khác đúng không. Ngay cái thấy này mà trong một sát na mà mình còn vướng nơi tâm thì chúng ta đã gì, vướng mắt phàm trần đúng không. Nghe một lời nói mà chúng ta sau một sát na, tức là ngay nơi lời nói đó thì lời nói đó nó vốn đã tự mất rồi, mà mình còn đem đi nói cho người thứ hai nghe, có nghĩa là chúng ta đã bị vướng mắt. Một câu thay thị tuyệt vời. Nó vừa sống rất là sống, tức là muốn nói tới cái sức sống của thiền là chạm nó liền tan, không có chuyện dính này nãy nữa. Đương nhiên là cô ôm tôi biết. Tôi không biết tôi thành gỗ đá giống như hồi trước đúng không. 3 năm không còn nõn khí, tức là 3 năm không còn ấm giống như cây khô trồng trên đá rồi. Nhưng bây giờ khác à, cô ôm tôi biết à. Cô ôm tới đâu tôi biết tới đó. Nhưng mà tôi biết là tôi biết.
Tôi biết không có chuyện gì khác hết, tôi chỉ là cái biết thôi. Cho nên ông dụng từ là tôi biết và cô biết. Cô ôm tôi thì cô cũng phải biết như tôi đang biết. Nhưng mà cô xây lưng chuyện đó còn có nghĩa là cô bị dính mất. Mà còn chuyện cô mới ra cô nói với bà già đó, cô xây lưng mất tiêu rồi lấy gì cô nói. Và nếu cô quay gặp bà già mà cô có chuyện để nói, hoặc là gặp bất kỳ ai có chuyện để nói, sau khi cô chạm cái duyên thì chứng tỏ rằng căng trần cô đã dính. Xuyên suốt không? Quá tuyệt vời. Cả đó là đốt nhang lại được rồi đó. Đúng không? Đó như vậy đó. Đó là một cái lời khai thị. Thì vậy là đi đứng nằm ngồi, lục căn tiếp xúc với lục trần ngay đó là nó tự tan biến. Nếu mình còn tồn động bất kỳ một cái hình ảnh, một âm thanh, một cái gì đó, có nghĩa là chúng ta còn vướng mắc. Và vướng mắc thì trở thành chủng tử. Mà trở thành chủng tử thì nó sẽ thành gì? Thành nghiệp chướng tiếp tục. Thành ra chạm là phải mất. Không có cái chuyện dính. Mà đó chỉ là ổng muốn khẳng định là tôi biết. Có nghĩa là cái thấy của ổng ngay nơi hiện tiền đó rõ thông, không lầm lẫn. Ghê chưa? Và chỉ ngay hiện tiền này thôi à, buông ra mất. Vừa buông ra là nó không có còn, buông ra là chuyện mới. Cô ôm tôi cũng là mới và cô buông ra cũng mới. Và mỗi khoảnh khắc đều mới như vậy thì cô còn dính đi cái cũ không? Dính chuyện cũ mới đem ra kể cho bà nghe. Đúng không? Mà không dính tới cái gì lấy cái gì kể. Không có quân thành chủng tử lấy gì để kể. Không phải là mình quên, nhưng mà thực sự nó đã tan biến rồi. Sự thật là tất cả mọi cái đều tan biến rồi. Cho nên không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai. Chỉ là hiện tiền cái biết ngay đây. Tuyệt vời. Tôi biết, cô biết. Thì nghe là vậy thì nó không hiểu. Ông nện thêm một câu là đừng cho bà già đó biết. Thì người ta bị hiểu lầm. Mà tôi cũng nghe nhiều ông thầy giảng này mắc cười chết luôn. Ông nói là chuyện mà một vị tỳ kheo mà đụng người nữ là coi như phạm giới, cho nên phải giấu. Không có chuyện đó. Có chuyện đó bà già lấy gì bà lại. Đúng không? Bà già nó rất là siêu. Bà siêu đến cái độ vừa nghe lục tục chạy vô lại không kịp mặc áo dài luôn. Thì đó mới đúng là cao thủ. Ra đó là một cái câu khai thị mà chỉ bà già này mới đủ căn cơ hiểu. Con bé là nó không hiểu, bạn bé nó bị bà già xúi, cho nên nó vô nó chỉ là phải nhận cho đúng cái câu chuyện và nhớ kỹ lời nói ra kể cho bà thôi, chứ nó không biết chuyện gì. Nhưng bà già vừa nghe nói là bà ngộ, đúng là cao thủ rồi, đúng là cao thủ vô lại liền. Đó, thì như vậy là gọi là khai thị. Gọi là khai thị đó. Ra trong ngành thiền có khi khai thị trực tiếp, có khi mình nghe một cái câu nói của một thiền sư. Thường đó là tăng ni Phật tử chúng ta ít có khi nào mà gọi là có cái thao thức qua một cái lời nói mà mình không hiểu. Một câu nói nào đó mà người ta ngộ á, mà mình không có ngộ, và đọc qua giống như mình đọc lịch sử chơi vậy thôi, thì điều đó chứng tỏ gì? Mình không có thao thức tâm linh. Trời, mỗi khi mình thấy người khác ngộ mình mừng gần chết luôn, nhưng mà mình không ngộ. Mà không ngộ là cha nó ngộ là ngộ cái gì? Đó, không... Ổng ngộ là ổng ngộ cái gì? Nhưng mà chưa bao giờ mình thắc mắc cái điều này. Và chỉ vậy là chứng tỏ rằng chúng ta không có thao thức nhiều về tâm linh. Qua một mẫu chuyện hoặc câu nói của thiền sư mà chúng ta bị chấn động, thì ngay khi đó chúng ta được thay đổi. Không chấn động thì ngay đó mình bị bế tắc. Đúng không? Không hiểu xem như là một sự bế tắc. Chứ tự nhiên mình không hiểu nên bỏ qua cái mình đọc bài khác. Suốt đời này cứ đi lòng vòng. Cho nên đó là mỗi khi mà chúng ta thấy một câu nào đó người ta ngộ, ví dụ như là nghe cái chuyện ngộ của lục tổ Huệ Năng đi, nghe cái câu mà không nên trụ sắc sanh tâm, không nên trụ thanh hương vị xứ pháp sanh tâm, nên sanh tâm nơi vô trụ, cái ảnh ngộ à. Và trong lịch sử Việt Nam, vua Trần Thái Tông ngộ cũng giống như lục tổ. Thì vậy là ở Việt Nam cũng có người ngộ bởi câu này. Thì chắc chắn là Trần Thái Tông cũng có thắc mắc nhiều, cho nên khi đọc tới câu đó Trần Thái Tông ngộ. Và chúng ta thấy rõ là trong những cái bài để lại của Trần Thái Tông và Trần Nhân Tông, thì thưa thiệt là những cái bài Trần Nhân Tông không so được cái gì. Chúng ta đọc Yết Ma Chỉ Nam, chúng ta đọc Khóa Hư Lục của Trần Thái Tông, chúng ta thấy rõ ràng là một người ngộ rất sâu, ngộ sâu lắm, đáng bậc thầy của Trần Nhân Tông. Mà Trần Thái Tông không thể khai thị được Trần Nhân Tông,
cho nên mới gửi gắm Trần Nhân Tông qua Tuệ Trung Thượng Sĩ. À, thì là cái duyên của Trần Nhân Tông phải học Tuệ Trung Thượng Sĩ. Còn cái ngộ hay không thì mình không có dám bàn cái này. Đó thì vậy là cái chuyện khai thị á, giống như cái chuyện mà chúng ta nghe rất là kỹ cái câu mà khi Trần Nhân Tông tới, Tịnh Tông lúc đó là đã như đã xuất gia rồi, gặp Tuệ Trung Thượng Sĩ trong những cái cuộc mà khai thị riêng, dụng từ khai thị dạy đạo riêng chứ không dụng từ khai thị. Thì bữa đó Trần Nhân Tông mới hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ là cái gì là cái phận sự gốc của người tu. Tuệ Trung Thượng Sĩ trả lời một câu rất là tuyệt vời là cái gì? Phản quan tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha đắc. Đó là phận sự gốc. Tức là quay lại chính mình là phận sự gốc, chứ không thể tìm bên ngoài mà được. Hiểu cái nghĩa nó như vậy. Thì lúc đó là Trần Nhân Tông có ngộ, nhưng không biết ngộ gì, tại vì không thấy trình cái câu nào hết, cho nên mình không biết ngộ cái thứ gì. Đúng không? Thường là sau cái câu khai thị của thiền sư thì cái người đệ tử ngộ là phải có một câu liền, một câu thôi, không có cần bốn câu thành bài kệ đâu, phải có một câu riêng của mình. À, ra cái gì đó đại khái như vậy. Nhưng mà lại không để rút lui thì chưa chắc đã ngộ. Nhưng mà trong sử ghi là lãnh hội được ý chỉ, có nghĩa là nhận được cái nghĩa để mình về mình quay trở lại với chính mình để mình tu. Chứ còn ngộ là chuyện khác. Mà đó, thật sự câu nói đó cũng không phải là câu khai thị. Câu đó mình có thể áp dụng được. Câu đó là một câu hỏi chung để dành cho mọi người. Mình quay trở lại để biết rõ chính mình là cái phận sự gốc, chứ còn hiểu biết bên ngoài là không phải. Đó là lời khai thị rất là tuyệt vời. Thì nó cũng được xem như là một lời khai thị. Nhưng lời khai thị đó để trở thành cái gì, cái tư lương cho cái việc tu tập thì là một cái chuyện khác. Khai thị để cho ngộ trực tiếp là một chuyện khác. Thành ra mình có thể mình nói là tôi tới tôi gặp vị sư đó, tôi lãnh hội được ý chỉ về, bữa nay tôi sống được, đúng không? Rồi đó là tôi tới tôi gặp thầy đó là tôi thay đổi cuộc đời tôi hoàn toàn, vân vân. Đó giống như ngài Thủy Lạo vừa quỳ đảnh lễ Mã Tổ là thế nào là đại ý Phật Pháp, quỳ giọng cho một đạp té lăn cù mèo và cười khô khố bỏ ra đi, không trình kiến giải. Mã Tổ thấy ông này rõ ràng là ổng ngộ mà không trình câu nào, Mã Tổ cũng để yên. Hai năm sau kiếm một cho một người tới hỏi thăm. Nó là từ cái ngày mà ông ấy nhận một đạp Mã Tổ bữa nay ông sao rồi. Thì ông nói là từ hồi mà tôi nhận một đạp của Mã Tổ cho tới giờ phút này là tương dưa rau muối không thể thiếu. Đơn giản à, không có thiếu tương dưa rau muối nữa, tức là không còn mong cầu gì nữa, không còn tham cầu nữa, là đã thấy đủ rồi. Thì Mã Tổ cũng gật đầu chấp nhận là ông đã có gì, có cái niềm tin, đủ niềm tin. Cái này được gọi là đủ niềm tin, chứ chưa hẳn đã ngộ. Tức là mình tin mình có cái tự tánh chân thật, không hề thiếu thốn cái gì, nên trả lời câu nói như vậy. Thì vậy là nhờ cái đạp, đó là cái khai thị. Đạp một cái té là màu màu eo eo ra, lăn hai ba vòng chứ không phải là vừa đâu. Mã Tổ to người lắm, co chân mà đạp một cái té lăn cùng mèo ngộ. Thì đó cũng là một cách khai thị. Cho nên khai ngộ nó cũng có nhiều tầng. Và thực sự để triệt ngộ thì trong lịch sử không có mấy người, ngay cả lịch sử của Thiền Tông Tung Hoa không có mấy người, nếu mình kiểm tra kỹ. Và tại vì mỗi một vị tổ nó để lại một cái hành trang trong ngữ lục thì chúng ta nhìn ra chúng ta sẽ biết, hoặc là một câu kệ, một câu nói nào đó thì chúng ta nhìn chúng ta biết liền là triệt hay là không triệt sau cái lần được khai ngộ đó. Ở đây khai ngộ là một trong những cái mà thiệt á, chuyển phàm thành thánh chưa bằng cái chớp mắt còn chậm. Cái cách khai thị của một vị thầy nó kinh khủng đến mức độ đó. Nói về khai ngộ là chúng ta phải nói nhiều, rất là nhiều. Và việc đó nó xảy ra trong thế gian này hiếm lắm luôn. Phải dùng cái từ là hiếm lắm luôn. Ở ra trong cái thời mà cực thịnh của Thiền Tông Trung Hoa, chúng ta thấy ngộ quá trời quá đất ngộ. Thấy ngộ quá trời. Việt Nam mình cũng vậy, cũng ngộ quá trời, viết cho đầy một cái cuốn sử. Nhưng mà thực ngộ qua lời khai thị của vị thầy thì cực kỳ hiếm hoi trong thế gian này. Nhưng mình đã đụng tới cái gì đó sử ba ba vị tổ rồi, và trong đó mình cũng có nói nhiều. À, sự thật để mà ngộ thì nó cũng không có giống như quyển sách nó nói bao nhiêu, có nghĩa là quyển sách nó không có nói được bao nhiêu về cái sự mà thực sự khai ngộ, không có đâu.
Nếu mà chúng ta căn cứ vào cái ba ba vị tổ để nói về cái việc khai thị của tổ, truyền tổ rồi đó thì còn nhiều vấn đề lắm. Mà nếu mà nói nhiều thì nó sẽ bị mất lòng, thành ra là không có dám đụng sâu vào đó. Đó, tức là do pháp thí và do khai ngộ mới có được, sanh được cái thiện căn phước đức để mà hồi hướng. Trong Phật Pháp đây là việc mà gọi là cái thiện căn phước đức lớn nhất. Cho nên cái chuyện truyền bá chánh pháp là một trong những cái phước đức rất là lớn. Và ngược lại, bề mặt nó lớn chừng nào thì bề trái nó rộng chừng đó. Nên hiểu như vậy. Ví dụ, bây giờ cái sức của một cái người diễn thuyết có thể ảnh hưởng 1.000 người. Chúng ta dùng từ 1.000 người thôi, không cần nhiều. Thì 1.000 người đó họ nghe, họ tin, họ hiểu cái lời của một cái vị diễn thuyết đó, và họ làm theo. Nếu đúng thì phước cả ngàn, đúng không? Nhưng mà người này lệch cái là 1.000 người này hiểu lầm. Và 1.000 người này có thể một người truyền cho một người, trong chớp mắt có 10.000 người. 10.000 người này mỗi người truyền cho 10 nữa là coi chừng 100.000 người sẽ sai lầm. Và cứ như vậy mà nhân lên gốc từ ông này thì biết rằng mình đi đâu về đâu. Cho nên nhìn thấy cái người mà nói đạo Phật, nói chánh pháp trên pháp tòa, mình phải dùng cái từ là rất là hồi hộp. Rất là hồi hộp. Lý do tại sao là bây giờ mình nói một người thôi nha, một vị thầy chỉ cần làm ảnh hưởng một người thôi, tôi chưa nói tới mức độ 1.000 người. Người này ngay khi gặp mình dạy họ nhận sai, họ dạy sai, và họ tin chắc cái lời nói của mình để họ thực hành theo, thì 1.000 đời muôn kiếp về sau họ sai với kiến giải này. Chứ đâu phải sang đời ai chỉnh. Sang đời thì đời sau nó sai tiếp, và đời sau sai tiếp, mà cứ mãi đi trong con đường sai lầm. Và chỉ cần dạy đúng cho một người thì đời này họ đã thấy biết đúng, và mãi những đời sau họ sẽ đi đúng với chánh pháp. Chuyện một người thôi đã trải qua hằng hà sa số kiếp như vậy. Cho nên bề mặt lớn chừng nào là bề trái nó rộng chừng đó. Đây là một cái điều mà đối với cái chuyện mà học thức bên ngoài ấy, thì gọi là sang đi liên đi một dặm đúng không? Nhưng mà đối với chánh pháp còn kinh khủng lắm. Thật ra mà phải nói là trước khi lên tòa để giảng là khấn Phật, khấn Tổ, khấn Bồ Tát, khấn đủ tất cả các vị thần linh ở gia hộ và gìn giữ cho mình có đầy đủ chánh kiến, đầy đủ chánh định, đầy đủ phương tiện để mới có thể truyền tải chánh pháp của chư Như Lai đến khắp tất cả mọi người. Ngoài cái đó ra mình không dám để cái tâm khác trước khi lên pháp tòa. Và nhiều người vì cái gì đó để lên giảng thì coi chừng nó sẽ bị cái gì đó thì mình không biết. Nhưng mà trong cái việc mà truyền bá chánh pháp nó là một cái gì nó hết sức là quan trọng cho cái việc trao đổi cái kiến thức cho cái người tu tập. Hơn nữa cái người học Phật cũng vậy nữa. Thì cái người học Phật với cái tâm gì khi chúng ta ngồi trong cái pháp hội này? Nếu mình không có vì sự cần cầu chánh pháp, mình vì lý do nào khác thì mình nên rời đó đi. Đây là một cái sự thật. Nếu như chúng ta không có vì cái tâm mà cần cầu chánh pháp mà chúng ta ngồi, chúng ta sẽ hiểu bằng cách là soi mối, tức là nghe con này ông nói trúng không, trúng với kinh nào, cúng với thầy nào, hay là không trúng chỗ nào, rồi mình ra mình bình luận, mình phán xét. Hoặc là bây giờ mình ngồi để mình tìm cho được cái pháp tu, ví dụ vậy thì nó cũng là có thể chấp nhận được. Mình vì chánh pháp, vì chân lý mà mình dự cái pháp hội nào đó, hoặc là mình nghe một cái buổi giảng, hoặc là mình đọc cái quyển kinh nào đó, bằng tất cả cái tâm thành cần cầu chánh pháp, mình hy vọng rằng có một cái lời khai thị, có một lời nói nào đó trong quyển kinh, quyển sách, hoặc là một bài giảng nào đó có thể phá vỡ được cái lầm mê sanh tử muôn vạn kiếp của mình mà mình nghe, mình học. Thì hai cái này nó mới tương ưng. Khi tâm này tương ưng rồi, vị thầy thì muốn phá vỡ cái lầm mê của mình thì cũng muốn phá vỡ cái lầm mê của mình, mà mình nghe ông thầy giảng, cả hai tâm này tương ưng nhau thì có khả năng phá vỡ. Còn nếu mình không có tâm đó, nó không có kết nối, không tương ưng thì cứ là người đi đường A, người đi đường B, cuối cùng hai người đi lệch đường, không bao giờ gặp nhau được. Mặc dù ông thầy cũng quyết dạy, người đệ tử cũng quyết học, nhưng mà học để làm cái gì? Học để có thêm kiến thức,
Học để có cái sự hiểu biết rộng rãi hơn, để mình mới mốt mình gặp người khác, mình nói người khác nghe hay là cái gì đó đại khái, thì nó không còn là cái việc phá vỡ sinh tử nữa. Thật ra là cái người học Phật cũng phải biết, phải biết. Giống như cái hồi mình giảng bản kinh Kim Cang, mình nói phải chuẩn bị, phải cái thái độ học học kinh, thái độ học Phật của mình rất là rõ ràng. Thì bây giờ tới cái chuyện hồi hướng thì ở đây hồi hướng hơi bị cao rồi. Thành Pháp Sư, tức là các vị Bồ Tát muốn chúng sanh hồi hướng cho tất cả chúng sanh thành một Bồ Tát Pháp Sư, chứ không phải Pháp Sư bình thường nó mới chết. Bồ Tát đương nhiên là trở thành Pháp Sư rồi. Bồ Tát là bậc giác hữu tình, là một hữu tình giác rồi. Thì người mà giác ngộ á, thì người đó mới làm thầy của Pháp, mới được gọi là Pháp Sư. Giảng sư là những ông thầy giảng kinh nói Pháp, nhưng mà chưa được gọi là Pháp Sư. Đã là Pháp Sư thì là một chuyện hoàn toàn khác. Vì người Pháp Sư là phải mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, đúng không? Nhưng mà mặc áo Như Lai là cái gì, ngồi tòa Như Lai là cái gì? Thì đó là một cái chuẩn mực ở trong Phật Pháp. Ví dụ như nói thấy tất cả các Pháp là không, thì gọi là cái gì? Mặc áo Như Lai là lấy tất cả các Pháp là không. Mà người Pháp Sư không có đủ cái trình độ để thấy tất cả các Pháp là không, thì không đủ sức để làm Pháp Sư. Nhưng ở đây dụng từ là Bồ Tát Pháp Sư, thì Bồ Tát là đã quá đủ rồi. Bồ Tát là một bậc giác hữu tình thì đương nhiên là thấy tất cả các Pháp là không rồi. Thì như vậy là phải là Pháp Sư thì mới có khả năng chuyển hóa Phật Pháp cho người khác, còn giảng sư là không có. Nhớ trong gì đó, trong nhà Phật gọi là những cái giảng viên, những giảng viên, những vị mà tốt nghiệp của lớp giảng sư mới sau một năm, năm, ba năm mới được gọi là giảng sư ở trong cái tăng đoàn của giáo hội. Thì đó là cái gọi là cái gì, cái định danh ở ở mỗi một quốc gia. Nhưng mà thực chất đối trong đạo Phật cần một Pháp Sư hơn là cần giảng sư. Tại vì người đã tu chứng và họ làm chủ được các Pháp, họ làm thầy được các khoảng pháp, tức là vị thầy của tất cả các pháp, hay là vị thầy của cái pháp đó, tức là có cái trí tuệ để có thể tự nói được cái lời pháp, khai thị được người khác, phải có cái lực dụng đó thì mới được gọi là Pháp Sư. Thì như vậy là ở đây các vị Bồ Tát muốn cho tất cả chúng sanh, tức là muốn cho tất cả chúng ta thành Bồ Tát. Đầu tiên là thành Bồ Tát, tức là thành một bậc giác hữu tình. Rồi mình một bậc hồ tài Bồ Tát đầu tiên là một bậc hữu tình giác, tức là người đã giác ngộ. Và khi đã giác ngộ rồi thì mới đem cái sự giác ngộ mình truyền bá cho chúng sanh, thì lúc đó mới được đúng cái nghĩa là Pháp Sư. Còn chưa giác ngộ thì không phải là Pháp Sư, không phải nói Pháp nhiều là vị Pháp Sư đâu. Mình cũng cái cõi này cũng phong nhiều lắm, và tôi cũng nghe nhiều Pháp Sư lắm. Nhưng mà có những vị Pháp Sư tôi đã trực tiếp gặp thì không phải tự nâng lên cái kiểu gì đó thì mình không hiểu. Và khi mà đem trí tuệ giác ngộ của mình để khai thị cho người khác ngộ thì mới được gọi là Pháp Sư. Còn không phải là người giác ngộ thì đừng đưa họ thành Pháp Sư, phong cái họ thành Pháp Sư là sai. Đó là cái người sau họ phong thôi, tại vì thấy cái thầy mình cũng giỏi, gì cũng có uy tín này nọ kia, cái mình phong thầy là mình Pháp Sư, không phải. Giống như thiền sư như vậy á. Thế đăng bản là thiền sư này, thiền sư kia. Thì bây giờ tôi hỏi lại là thiền sư là cái gì? Thiền sư là ông sư dạy thiền hay là ông sư tu thiền? Đúng không? Sư tu thiền cũng được gọi là thiền sư. Và ông sư dạy thiền cũng được gọi là thiền sư. Mà ông sư dạy thiền là ông phải ngộ thiền thì mới được gọi là thiền sư, tức là ông thầy, bậc thầy của thiền. Nhưng mà một cái người mà tu thiền thì cũng được gọi là ông thiền sư, là ông sư tu thiền. Nó có hai cái rồi, mình phải hỏi là thiền sư là ai mới được. Vì vậy là được đăng cái bản thiền sư thuyết pháp thì thiền sư đó là phải là bậc thầy về thiền học, đủ sức để có thể khai thị thiền người ta thì được gọi là thiền sư. Và cũng có nhiều người cũng đăng bản thiền sư, không thì đăng bản pháp sư. Pháp sư không có nghĩa là ông sư hành pháp và ông sư là thiết kế một cái gì đó, cái đạo tràng là trở thành pháp sư, không phải như vậy đâu.
Cái từ pháp sư nó rất là khác, và đúng nghĩa kinh Hoa Nghiêm là phải là bậc Bồ Tát, tức là bậc hữu tình giác. Người giác ngộ thì mới hy vọng được gọi là pháp sư. Như vậy là sau khi giác ngộ rồi á, thì đương nhiên là cái phúc, ngay cái phúc giác ngộ thì được chư Phật mười phương chứng biết. Còn tất cả chúng ta chưa giác ngộ, ở đây dùng cái từ là được chư Phật hộ niệm á, thì tất cả chúng sanh đều được sự hộ niệm của chư Phật, không riêng gì các việc này. Nhưng ở đây muốn nói là cái phúc mà ngộ đạo, phúc ngộ đạo đó là cái phúc mà tất cả chư Phật đều thấy rõ, biết rõ. Và từ khi mà ngộ đạo rồi thì cái việc phải giảng cái gì, thuyết cái gì, làm lợi ích chúng sanh ở cõi nào là gần như đã có. Giống như là cái gì? Đã xếp lịch công tác. Xếp lịch công tác từ ngày ngộ đạo cho tới ngày thành Phật. Mình lịch công tác có khi là 1 tháng, có khi là 3 tháng, có khi là 1 năm. Người nào mà tính được hết cái nhiệm kỳ là 5 năm hay là 10 năm là đã giỏi rồi, đúng không? Hoặc là mình xếp được cái lịch mình hết một đời mình làm chuyện gì, thứ bậc từ trước đến sau này nọ kia là mình có cái kế hoạch dài lâu rồi. Nhưng mà không có Bồ Tát và tất cả các bậc Thánh A-la-hán nghi cái phúc ngộ đạo trong một sát na, không có suy tính rồi nha, trong một sát na bằng đó là 1/1 tỷ của cái chớp mắt của mình. Mình chớp mắt một cái là nó có 20 đại niệm, đúng không? Mà mỗi một đại niệm là 16.789.000 lần sanh diệt lận. Mỗi một cái sanh diệt đó được xem như là một sát na. Thì một cái chớp mắt mình là 1 tỷ cái sát na như vậy. Và ngay cái phút chốc chứng thánh, ngay cái khoảnh khắc một sát na đầu tiên chứng thánh quả A-la-hán, thì vị đó đã thấy xuyên suốt cái việc Phật sự mình phải làm cho tới ngày thành Phật. Thuyết cái thời nào, thuyết ở đâu, thuyết cho ai nghe, bao nhiêu người ngộ, bao nhiêu người không ngộ, chứng quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán bao nhiêu người, và cõi đó là ở đó bao lâu, rồi đi cõi khác mấy đời mấy kiếp, và đi cõi nào bao nhiêu độ bao nhiêu chúng sanh, và mỗi một cái cõi như vậy thì mình khai thị bao nhiêu người chứng đắc, vân vân, và cho tới khi thành Phật là chưa đầy một sát na niệm là đã đủ cái lịch đó rồi. Đương nhiên ví dụ như xuống tới cõi người mình đi, nói là Bồ Tát cũng phải nhìn lại đã có nhân duyên cõi người mình nhiều hơn là cõi Atula, ví dụ như, hoặc là nhiều hơn cõi trời. Thì cái đoạn đời này Bồ Tát phải xuống đây, mình nghĩ là các vị phải tới chừng đó rồi, trước khi xuống đây cũng phải coi lại coi là nhân duyên của mình với cõi người nhiều hơn cõi trời hay là cõi trời nhiều hơn cõi Atula vậy, nó đại khái như vậy. Và như vậy thì đời này vị đó mới tới, chứ không phải rồi, không có phải cái sự tính toán như vậy, gần như không có hề có một sát na tính toán. Cho nên nó là một khoảnh khắc hiện tiền đó là tất cả. Mà nếu mà ai ở trong cái khoảnh khắc hiện tiền được, mình mới thấy được một cái điều kinh khủng của cái trí tuệ Phật đạo. Còn không có ở được cái khoảnh khắc hiện tiền nổi thì vùng vụt trôi qua. Có nghĩa là sự vận hành của vạn pháp cho tới giờ phút này, ở cõi của mình thì chịu đi, đừng nói các nhà khoa học gì có thể đo được cái sức vận chuyển của vũ trụ mênh mông này, chưa có. Ngay cả những người ở trong thiền định rất là sâu, họ cũng không đủ trí này, trừ khai ngộ và ở cái khoảnh khắc hiện tiền, hiện hữu, hiện thực đó thì họ mới thấy kinh khủng. Là chỉ một cái chấm điểm nhỏ, tôi hay nói là cực nhỏ bằng 1/1 tỷ của đầu cọng tóc, mà nó sáng bằng 1/1 tỷ cái ánh sáng của mặt trời này, nó dung chứa hết tất cả vũ trụ này thì ai tin nổi? Tin nổi không? Đầu mình không tin nổi đâu, tưởng hồi nổ chứ tin không nổi. Nhưng mà đó là cái hiện thực hiện tiền, đó là cái hiện thực hiện tiền trong cái cảnh giới tối cao của đạo Phật, gọi là cái cảnh giới vô thượng chánh đẳng chánh đa giác của Đức Phật. Đó là cái hiện thực của tất cả các vị. Cho nên rớt trong đó rồi, tất cả những chuyện quá khứ hiện tại vị lai đều hiện ra trong một sát na mà. Không có đợi mình chớp mắt đâu, chớp mắt là chậm lắm rồi. Thì bao nhiêu chuyện xảy ra là đều thấy, đều biết rõ như mình đang thấy cái bàn trước mắt mình. Mình tưởng không nổi đâu, tưởng chắc chắn là mình tưởng không nổi. Đó, cho nên là chỉ là những vị Bồ Tát mới có thể thành pháp sư nổi. Và chỉ những người thấy chân lý tới cái tầm đó mới có thể truyền bá chánh pháp được. Còn nếu mà chưa tới đó mà truyền bá thì mình phải coi lại, phải coi lại là mình vì lý do gì mà mình truyền bá chánh pháp. Đương nhiên là chúng sanh rất là cần cầu, mọi người rất là muốn có kiến thức Phật đạo. Nhưng mà mình là ai?
Đừng nghĩ là mình ở trong chùa mình tu là mình có thể truyền bá. Phải xét lại tất cả những cái điều này. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành vô thượng pháp sư, phương tiện an lập tất cả chúng sanh nơi nhất thiết trí. Đúng cỡ này là vô thượng pháp sư, thành Phật rồi. Tại vì an trụ cho tất cả chúng sanh ở nơi nhất thiết trí. Mà nhất thiết trí là gì? Là Đại Bồ Tát, là thành Phật. Phật thì gọi là nhất thiết trí trí, còn Bồ Tát gọi là nhất thiết trí, tức là tất cả các trí tuệ giác ngộ ở trong vũ trụ mênh mông này đều có thể đạt tới. Mà mình giảng một cái là tất cả mọi người đều đạt được nhất thiết trí thì mình gọi là vô thượng pháp sư, tức là thành Phật mới có đủ sức khai thị cho tất cả chúng sanh an trụ nơi nhất thiết trí. Không có trí tuệ nào các vị không biết. Trí tuệ xuyên suốt ba cõi mình thì nhỏ lắm, mình nói ba cõi và mình còn ở trong ba cõi thì mình thấy rõ ràng là cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới này là cái gì, nó mênh mông mà mình còn không tưởng nổi. Ngay cả mình đang ở cái cõi này nó cõi phàm rồi, không nói lên tới cõi trời dục giới thôi. Cõi trời tứ thiên vương cận mình thôi, mình còn không có bao giờ mình tưởng nổi là nó bao lớn. Một cái gọi là gì ta, một cái cột đây nha, mình tưởng tượng một cái cột trong cái lâu đài của các vị mà ở cõi trời tứ thiên vương thôi, à, có thể bự chắc là bằng một phần tư cái quả địa cầu của mình rồi. Thì cái cõi nó cỡ nào mình không có tưởng nổi, mình không có tưởng nổi. Ở cõi này mình chưa có tưởng nổi tới cái cõi trời cao hơn mình tí thôi. Thì như vậy là đối với tất cả các vị pháp sư á, đối với những người mà gọi là pháp sư, ở đây gọi là vô thượng pháp sư, tức là pháp sư không ai hơn được nữa, tức là pháp sư tối cao rồi, thì chỉ có vị tối cao pháp sư là Phật thôi, là thầy của vạn pháp, đúng không? Mình hiểu như vậy đó, chứ không phải thầy của giáo pháp giảng bình thường, mà gọi là thầy của vạn pháp, là làm chủ tất cả mọi thứ trong tam giới, trong pháp giới mười phương này thì mới được gọi là pháp sư vô thượng, thì người đó chỉ là Phật. Và chỉ có Phật mới có thể giảng thuyết và an lập tất cả chúng sanh an trú trong nhất thiết trí. Vì pháp sư lớn rồi. Pháp sư này là không ai so được, không ai có thể sánh được, được gọi là vô thượng. Vô thượng pháp sư là không ai có thể sánh được. Như vậy là các vị Bồ Tát sau khi mà thuyết pháp rồi, sau khi khai ngộ chúng sanh được rồi, thì muốn cho tất cả chúng sanh thành vô thượng pháp sư, có nghĩa là muốn cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật. Nói theo nghĩa mà dễ hiểu nhất là muốn cho tất cả chúng ta đều được thành Phật, chứ không muốn mình là cái người bình thường nữa. Thành ra là muốn mình trở thành vô thượng pháp sư. Nguyện cho tất cả chúng sanh làm pháp sư không thua xúc, không ai vấn nạn cùng tận được. Thật ra ở cõi của mình á, một cái người mà chứng thánh thì không bàn, không nói được về trí tuệ. Nhưng mà khi chứng thánh quả A-la-hán rồi á, về trí tuệ ngay lúc đó là đã thấu suốt pháp giới rồi. Như mình nghe thấu suốt pháp giới là mình nghĩ là vị chứng quả A-la-hán đã thấy bằng Phật. Nhưng mà không phải đâu. Còn nhiều cái vị A-la-hán chưa thấy tới. Thì trong cái mẫu chuyện mà mình kể với nhau hoài á là cái gì? Bữa đó có ông già đúng không, vô tinh xá xin xuất gia, cái gặp ngài Xá Lợi Phất lắc đầu không cho, gặp ngài Mục Kiền Liên lắc đầu, tức là gặp riết 10 vị đại đệ tử Đức Phật không ai cho cái ông già này xuất gia hết. Tại vì ông này là một trưởng giả, một người giàu có nổi tiếng trong thành, và lớn tuổi rồi thì người cũng phải là tính xa, cho nên sợ mình chết bất đắc kỳ tử là không có kịp chia của cho vợ cho con, thành ra chia sớm. Chia sớm cái bắt đầu nó không cho ổng ăn luôn. Nó cái phần chiếu phần nó không cho ổng ăn cơm luôn. Thì ổng mới lang thang ngoài đường xin ăn. Xin ăn thì ổng là người nổi tiếng mà đi xin ăn thì chắc chắn là người ta không cho. Bởi vì giống như chọc tôi mà ông già mà ông giả bộ ông xin ăn lần sau thì người ta không cho. Không cho thì lang thang đầu đường xó chợ.
Về nhà thì con không cho vô nhà, không cho ăn cơm mà nó còn không cho vô nhà nữa. Mới vừa chia cửa xong rồi nó đóng cửa, ông chỗ khác chơi đi. Vợ cũng không cho vô nhà, con cũng không cho vô nhà. Ra đường thì bị người ta từ chối, vô chùa gặp mấy ông sư cũng không cho vô tu luôn. Buồn quá, ra cổng chùa định đập đầu vô cái cổng tự giận, thì Đức Phật đưa tay đỡ. Nói làm sao rồi đập đầu ngay cổng chùa, thì ổng mới khóc lên ổng cởi. Cái Đức Phật nói thôi vô đây ta xuất gia cho ông. Thì khi vô Đức Phật nói là chuẩn bị làm cái lễ xuất gia cho cái ông này. Thì ngày Xá Lợi Phất nói bạch Thế Tôn, với cái thấy của con thấy từ 84.000 kiếp trở lại đây thằng cha này không có một lần nào gieo duyên với chánh pháp mà xuất gia thì sao được, xin Thế Tôn. Ít ra thì mới có một cái lần lại Phật hay là niệm Phật gì nó mới cho thằng cha này xuất gia, chứ tự nhiên 84.000 kiếp trở lại đây không có một lần gieo duyên gì với Phật pháp hết á. Đức Phật mới hỏi một câu là ta thầy ngươi hay ngươi thầy ta? Nếu ngươi thầy ta, ngươi phải thấy hơn ta. Còn ngươi mà còn kêu ta là thầy là chắc chắn ta thấy hơn ngươi, ngươi chịu không? Nếu vậy thưa Đức Thế Tôn, quá 84.000 kiếp con không thấy được. Thì Đức Phật nói là vượt quá 84.000 kiếp về trước đó, đó. Thì có một lần cha này đi rừng bị cọp rượt, thằng chả leo cây, chả có mô Phật lần. Đó là lý do ta cho nó xuất gia đó. Đó. Thì vậy là chúng ta mới thấy về gọi là cái gì? Túc mạng thông đúng không? Túc mạng thông thì các vị A-la-hán chỉ thấy 84.000 kiếp trở lại, Đức Phật thấy vượt hơn. Thì đó là một trong những cái mà chúng ta thấy là trong cảnh giới của Thánh, đương nhiên là cái thấy đầu tiên là vị Thánh A-la-hán sẽ thấy khắp pháp giới bình đẳng. Nhưng mà cái bình đẳng của A-la-hán, chúng ta nên nhớ như vậy. Còn bình đẳng của Bồ-Tát là một cái tầng bình đẳng khác. Cho nên sau này chúng ta học đó, chúng ta thấy học đang học cái thập hồi hướng rồi, chúng ta thấy mỗi một cái tầng hồi hướng, mỗi một tầng khác tới đây là một tầng hồi hướng kinh khủng không? Hồi hướng mà để cho chúng sanh thành vô thượng pháp sư, chứ không hồi hướng bình thường rất là muốn mình thành Phật ngay tức thì, chứ không muốn mình thành cái gì khác nữa. Thì hồi hướng này là ở một tầng rất là cao rồi. Tới hồi chúng ta sẽ học qua tới cái thập địa thì thấy là từng bậc tu chứng của Bồ Tát. Tới thập địa là chúng ta thấy từng bậc tu chứng rất rõ ràng, được phân minh rất là rõ ràng. Thì vậy là mỗi một tầng bậc tu chứng là mỗi một tầng bậc trí tuệ. Và mỗi một tầng bậc trí tuệ là do cái gì? Trải qua nhiều kiếp làm lợi ích chúng sanh và khai thị chúng sanh. Ví dụ nha, bây giờ một vị chứng thánh quả A-la-hán đời này có duyên có một người thôi, thì chỉ khai thị có người ngộ và người thứ hai ổng không khai thị được, chỉ giảng hoặc là gieo duyên gì đó thôi, chứ không có thể nào đời này là ngộ hai người được hết á. Tại vì trong nhiều kiếp đã dạy người này chín mùi rồi, tới đời này mình chứng đạo thì có thể khai thị họ được. Nhưng mà không thể khai thị người thứ hai trong đời đó. Nhưng mà qua đời thứ hai là những người mình đã gieo duyên mình dạy đời này nè, thì họ cũng chín mùi là khai thị được 5-10 người, ví dụ vậy. Thì mỗi một cái đời mình khai thị cái số người ngộ đạo nhiều hơn. Muốn nói tới công đức ở trong Phật Pháp là phải nói được cái chuyện mở trí cho người ta nhiều hay là ít. Chứ không phải giảng thuyết rồi là đông người nghe rồi là nổi tiếng là ghê gớm, không phải. Đó là cái nhìn của thế gian thôi. Cái nhìn của chuyên môn họ nhìn khác hoàn toàn. Làm được cái gì trong Phật Đạo, cái gì là được, phải tính là có người nào đã được vượt thoát sinh tử mới được gọi là làm được cái gì à, ở trong Phật Pháp có nói chuyện đó. Cho nên ở trong bản kinh Lăng Nghiêm chúng ta nhớ một câu là gì? Các bậc giác ngộ lấy vô vi làm gì? Làm thước đo, hiểu không? Tức là thâm nhập sâu hay là cạn, đó là thước đo ở trong Phật Pháp. Còn đối với các bậc Bồ Tát á, nhìn mình thì đương nhiên là các vị sẽ nhìn thấy là sau khi đã chứng thánh quả thì vị Bồ Tát này lợi ích bao nhiêu chúng sanh. Đó giống như bây giờ nói tới hạnh nguyện Phổ Hiền, cái hạnh nguyện của Ngài Quán Thế Âm thì người ta liền kính lễ. Lý do tại sao vậy? Là vì Bồ Tát Phổ Hiền ngoài cái việc phát tâm phát nguyện ra, và thực tế thì là tất cả những động dụng dù rất nhỏ, một ngày ví dụ mình là cái người bình thường để mình chưa có tu tập, thì Ngài Phổ Hiền cũng tác ý cho mình nghĩ thiện cái, hiểu không? Mình giảm bớt một niệm ác và có một niệm thiện sanh ra nơi tâm mình, đó là hạnh của Phổ Hiền đó.
Thì như là tất cả những lời nói, những suy nghĩ, những việc làm của mình mà hướng thiện và có lợi ích cho mình và con người, thì đó gọi là hạnh của Ngài Phổ Hiền. Cho nên mình nghe Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, tự nhiên cái mình có một cái cảm mình kính ngưỡng, mình thương quý, là Ngài đã tác ý trong hằng hà sa số kiếp để giúp cho mình được yên ổn cho tới giờ phút này. Và nếu như mình được ngồi, mình được học Phật Pháp một giờ, thì đó là hạnh của Ngài Phổ Hiền á. Chứ không thôi đang ngồi đây cũng là không có thích ngồi nữa, đứng dậy đi ra. Nhưng mình được ngồi đây, được nghe lời Phật Đạo, thì nó là được cái sự gìn giữ, bảo bọc và gia hộ của Ngài Phổ Hiền để mình được ngồi một tiếng yên ổn, hai tiếng yên ổn ở trong Phật Đạo. Thì rõ ràng là không có động dụng nào của mình không có Ngài Phổ Hiền. Thì đó là hạnh của Ngài Phổ Hiền, đó là một Bồ Tát lớn. Và vị này thì thừa sức thành Phật bất kể giờ phút nào, ở bất kể cõi nước nào khi chúng sanh cần. Cho nên các vị Bồ Tát có một cái nhìn, có một cái thấy và có một cái sự phát nguyện. Và mỗi một vị đều có một cái nguyện và họ đi trong sanh tử theo cái nguyện của mình. Và thấy rõ ràng là hai cái hạnh nguyện lớn, một là của Ngài Phổ Hiền, hai là của Ngài Quán Thế Âm. Chúng ta đọc trong lịch sử chúng ta thấy. Thì đây là những người có cái gì, có cái lợi ích lớn mới có cái khả năng làm như vậy. Thật ra là bây giờ là cái hồi hướng thứ ba là làm cho chúng sanh làm Pháp Sư không có thua xúc ai. Nếu đi tới cõi này thì dám chắc rằng không ai có thể bẻ được một vị Thánh. Nhưng mà trong cõi Thánh khác à. Trong cõi Thánh để nhìn không cần lý luận đâu. Ở những cõi Thánh trở lên thì thực sự không cần lý luận. Một là gì? Cái đức mà độ sanh á, đức độ sanh lớn, có nghĩa là nhiều người ngộ đạo, nhiều người thức tỉnh. Nhiều người thức tỉnh thì nó là một cái tầng rất là thấp, nhưng mà nhiều người được khai ngộ á, nhiều người được vượt thoát cái lòng mê của sanh tử muôn vạn kiếp, thì đó mới được gọi là huân được cái đức. Cái phạm hạnh được tính bằng cái này, chứ không tính bằng nhiều người quy y. Không có chuyện đó, tính nhiều người quy y là nói chơi cõi mình cho vui thôi. Cõi của mình là người nào mà quy y được nhiều là thấy nó khá rồi. Đúng không? Một lần làm lễ quy y là 100 người, 1000 người này nọ kia là oai lắm rồi. Nhưng mà chuyện đó của cõi này, cái duyên của mình được kết nối cõi này nhiều hơn vậy thôi. Chứ còn thực thụ là trong số 100.000 người đệ tử của mình, ai là người ngộ đạo thì lúc đó bắt đầu tính ở trong cái sổ kia kìa. Ở cái tầng đó, cho nên là nói là nó thuyết pháp không thua xúc ở cõi đó thôi. Nhưng mà cõi của Thánh là thua xa lắm. Tại vì á, hôm trước mình nói là cái ngôn ngữ thôi đúng không? Với một người bình thường như mình, một người bình thường như mình thì mình nói một cái là khắp hư trong vũ trụ này là âm thanh đã tràn ngập. Nhưng mà cái tràn ngập hư không vũ trụ này mình đủ sức để khai thị cho ai? Lực tâm mình tới đâu khai thị tới cõi nào? Nó bắt quá, ví dụ như bây giờ mình có khả năng mình có thể hơn cõi trời, mình mở tâm mình ra cho hết các vị ở cõi trời dục giới có thể nghe được. Và hết cõi trời dục giới thì cũng không có nhiều đâu. Nhưng mà những chúng sanh ở cái cõi thấp, cái nghiệp của nó nặng. Giống như bây giờ mình ngồi đây cũng có một số người nghiệp nặng, nghe nói nãy giờ không hiểu gì hết đó. Đúng không? Thì những cái chúng sanh ở cõi khá thấp, nó nghe nó không ngồi hiểu, thì vị này phải dùng cái lực của mình mở tâm của nó ra để nghe nó có thể hiểu được một cái điều gì đó, nó tin chút gì đó đối với Phật Pháp. Rồi ra cái cõi cao hơn thì mình không có thể cao hơn được, mới cõi trời dục giới thôi. Thì tất cả các vị cõi trời dục giới trong cái pháp hội này, trong cái buổi thuyết giảng này, các vị cõi trời đó có thể nghe được và họ có thể hiểu được. Nhưng những cõi thấp hơn từ đây tới cõi trời, nó trải qua hằng hà sa số các cõi, thì mấy cõi có thể được nghe được. Thì cái lực tâm của vị này đủ để có thể mở cửa, những đem ánh sáng tới tất cả những cõi đó, là một cái điều cực kỳ, phải nói là công phu. Người bình thường không thể làm được, các vị Thánh mới có thể làm những cái chuyện này. Ví dụ như bây giờ bữa nay chuẩn bị nói một cái thời pháp, thì là vị Thánh nó thấy là cái duyên của cõi nào nghe được và người nào trong cõi nào được khai thị. Vì vậy là trong lúc đang ngồi nói đây nhưng mà đang khai thị cho vị ở cõi trời nào đó, vì tới duyên đã được ngộ rồi, là mình đây mình chỉ nghe nói chuyện lắp giáp đây thôi, chứ còn đã khai thị cho mấy người ở trên đó rồi, mình hoàn toàn mình không biết. Thì vậy là cái lực không thua xúc có nghĩa là gì? Nói tới cái lực không thua xúc, nãy giờ mình bàn để mà nói tới cái này, thì ở cõi thế gian này không ai có thể vấn nạn được.
thì phải dùng cái từ là khi lên tòa là chấp hết, hết cả cái cõi này luôn. Bao nhiêu kiến thức cỡ nào ngon bắt bẻ thì sẽ nói cho nghe. Nói chuyện từ cõi phàm tới cõi thánh nào sẽ nói cho nghe. Ví dụ vậy thì nó là không thua suốt rồi. Nhưng mà cái lực của mình mới tới hết cõi trời dục giới thôi. Cái ông kia ông sẽ thuyết luôn tới cõi trời sắc giới, thuyết luôn cõi trời vô sắc giới. Và trong một cái thời khắc, trong một cái sát na, ông có thể khai thị 1000 người. Trong khi cái người này dù là không thua suốt ở cõi người, nhưng mà khai thị được có 1-2 người thôi. Thì cái không thua suốt này phải nói là không thua suốt ai, không thua suốt ở cái cõi nào. Chứ còn lên nữa, lên tầng nữa thì các vị kinh khủng lắm. Thành ra cái từ mà không thua suốt thì phải nói, phải khẳng định lại là không thua suốt ở đâu. Không thua suốt với ai. Vì một sát na hoạt động Phật sự của một vị thánh thì chỉ có những vị thánh mới có thể thấy được là người này làm lợi ích cho ai, lợi ích tới đâu, lợi ích ra làm sao thôi. Chứ người phàm mình chịu chết, họ nằm họ ngủ vậy chứ họ khai thị bao nhiêu người thì mình không biết đâu. Và mình càng rình càng thấy ổng ngái lớn hơn. Nhưng mà lúc đó khai thị cõi trời mình cũng không bao giờ mình biết. Hoặc là mình vô pháp hội mình ngồi mình chỉ thấy có mấy trăm người, ngàn người ở đây ngồi nghe chơi. Nhưng mà thực sự là mấy cõi nghe ở đây và mấy cõi hiểu nhiều hơn ở cõi người thì gần như mình cũng hoàn toàn không biết. Thật ra khi mà các vị pháp sư đủ tầm thì khi lên pháp hội để mà gọi là tuyên thuyết cái pháp của Đức Phật là họ sẽ thấy được là cái nhân duyên ngày đó, giờ đó, phút giây đó họ khai thị cho ai, khai thị người nào, khai thị cho cõi nào, khai thị cho chúng sanh nào. Thì các vị làm đủ cái đó và cái lực của họ sẽ gì? Sẽ bao trùm tất cả những cái cõi mà họ đang thuyết giảng. Lực của họ bao trùm và họ khởi cái lực bao trùm đó xong thì các vị Long Thiên Hộ Pháp cũng sẽ tiếp tục gìn giữ, các vị thống lãnh, các vị thiên thần cũng tiếp tục gìn giữ đủ trong cái môi trường, đủ trong cái vùng mà cái vị đó thuyết giảng để giữ yên ổn đạo tràng. Các vị, các loại chúng sanh khác muốn khuấy khóa chánh pháp không có khả năng tác động được. Thì đây là cái chuyện lực dụng của tâm. Tại nó nói cái chuyện mà gọi là thần thông ở trong Phật Pháp, mình có thể nói một cái chuyện rất là nhỏ trong chuyện thuyết pháp mà nói hết đời chưa hết những cái chuyện đó nữa. Nhưng mà mình nghe được nói là ông này bay lại cõi kia, ông kia bay cõi nọ, nó là những cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà lực để thuyết pháp, tại vì á, ví dụ như có một cái thiên ma nó muốn phá cái thời pháp của mình, hiểu không? Thì lực mình không lớn hơn nó đánh bẹp, khiến cho mình nói lảm nhảm, nói sai sự thật, sai chánh pháp. Nhưng lực mình không thua chút các loài, các cõi muốn phái phá chánh pháp. Vì vậy chuẩn bị thuyết pháp là lực mình đã đủ để gìn giữ, đủ cái định lực, đủ tuệ lực, đủ phương tiện lực để mình nói đúng chánh pháp trong suốt những thời đó, không ai có khả năng tác động. Thì lực không thua chút các loài xấu. Nói chuyện này trong cái thế giới vô hình chúng ta thấy nó kinh khủng, không có đơn giản, không có đơn giản. Gọi là lực không thua súc, lực không thua súc, lực thua súc là bị tác động. Giống như người là sống cuộc đời mình cũng đã trải qua rất là nhiều chuyện rồi, mình cũng tự hào, mình thấy mình cũng người là có lập trường, đúng không? Mình làm việc là không ai có thể thay đổi được mình vì kiến thức mình đủ này nọ nơi kia. Cái tự nhiên bữa đó cái có người kia ngoắc ngoắc cái chạy theo bỏ hết sự nghiệp. Là lực mình thua. Lực mình thua cho nên bị tác động. Một lời nói của người ta mình có thể bỏ hết sự nghiệp của mình, có nghĩa là mình thua người kia, cái lực tâm họ có thể chuyển mình đi theo. Đó cho nên là gọi là không thua súc là nó nhiều chuyện lắm, không thua súc nhiều chuyện chứ không phải lý luận là nói đúng nghĩa, đúng lời, đúng câu, đúng từ, đúng chữ, rồi đúng pháp gì gì đó, nó không phải là lực chừng đó đâu, không phải lực chừng đó. Đâu có đơn giản là chúng ta tuyên thuyết chánh pháp của Chư Như Lai mà không có ai khoái khóa. Ngoài cái việc mà Long Thiên Hộ Pháp, các vị thống lãnh, các thiên thần còn lực dụng của mình công phu hằng hà xa số kiếp để ai bảo vệ mình nữa. Đó là một chuyện nữa. Cho nên chúng ta thấy rất là rõ, nói về cái lực dụng là nó là một cái gì đó nó lớn lắm. Nói về không thua súc không phải đơn giản. Không có cần vấn nạn đâu, nó chỉ cần tác tâm nhẹ vô đầu mình cái mình nói lộn tèm pèo. Đang nói chuyện rất là bình thường, nó có khả năng làm cho mình nói sai lời, sai chữ. Thì lực mình không có đủ để gìn giữ, bảo hộ mình, cho mình yên ở trong thiền định. Mình rời thiền định, mình nói, mình rời trí tuệ Phật đạo, mình nói, mình rời chánh pháp, mình nói. Lực, nó là lực chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Thành ra là nói chuyện vấn nạn để mà hơn thua trong các cõi thì thường các vị thánh đi tới các cõi thì cái lực các vị rất là lớn.
để cái cõi đó không có khả năng tác động. Khi họ cần làm cái gì bên ngoài, những việc chung chung họ làm thì thấy nó giống như là cái chuyện của cái cõi đó, giống như tới cõi người này, cái việc làm chung của họ là chúng ta thấy giống như một người làm ăn buôn bán, một người kiếm cơm qua ngày gì gì đó cũng giống nhau. Nhưng mà lực để có thể tác động tâm, để có thể chuyển hóa, để có thể dẫn dắt cái người khác đi theo chánh pháp là một lực khác hoàn toàn. Và cái đó chỉ có những bậc thánh thấy, mình không có nhìn ra. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy, ví dụ chúng ta nhìn một người, chúng ta gặp một người, mình đang rất là bất an, thậm chí là từ ở nhà mình tính toán là mình gặp ông thầy để mình hỏi một câu đó, nhờ ông giúp đỡ, là tại vì cái chuyện mình đang bế tắc, mình đang bất an. Cái tự nhiên gặp ông cười một cái mình quên hết trơn. Không phải ông cười đẹp trai đâu rồi nha. Nhưng mà cái lực yên tĩnh đó, cái lực an ổn, thanh tịnh của vị thầy, thì cái nghiệp mà phiền não của mình nó nhỏ hơn, cho nên mình bị lấn át, cái tự nhiên mình nghe an luôn, cái mình khỏi hỏi luôn. Thấy ổng yên quá rồi khỏi hỏi nữa, mất công lắm. Hỏi chi cũng vậy à, giờ tôi đang an cho nên khỏi cần hỏi. Giống như mình quên, nhưng mà không phải, nó là lực của tâm. Mà ít người biết cái điều đó. Cho nên ở đâu những người Phật tử mình mà nghe một cái bậc gọi là có đức về làng mình hoặc là về chùa mình là xúm nhau lợi lại, đúng không? Rồi còn đưa đầu cho rờ rờ nữa. Kiếm chút năng lượng, kiếm chút năng lượng, điều đó đúng chứ không có sai. Mình cảm được cái vị nào mà có đức chút mà có năng lượng là mình đưa cái đầu vô rờ để cho nó hết những cái xui xẻo hay gì đó. Truyền cái năng lực thanh tịnh vô tâm mình để cho mình được yên ổn. Ví dụ vậy thì đó cũng là một cái tâm cầu học của mình, chứ không phải là không có. Nhưng mà ở đây mình muốn nói về cái năng lực á. Thật ra cái năng lực của những cái vị mà họ có tu, có nội lực á, chúng ta thấy rất rõ là chúng ta chỉ cần nhìn thôi, hoặc là thậm chí chúng ta nghe âm thanh thôi, thậm chí là chúng ta nghe danh tự của người đó thôi. Ví dụ như bây giờ mình trong cõi phàm mà mình nghe danh tự Ngài Quán Thế Âm, mình thấy sao? Tự nhiên mình nghe nó yên yên liền, đúng không? Nghe nó có một cái gì đó nó lắng dịu những cái xáo trộn ở nơi tâm liền. Ví dụ vậy đó, thì đó là dụng lực. Cái lực của các vị càng lớn chừng nào thì chúng sanh nghe tới danh tự thôi là đã tự yên rồi, chưa đừng nói là gặp mặt. Còn nữa là yếu yếu một chút thì phải gặp mặt, đúng không? Còn yếu một chút nữa là phải rờ đầu. Cho nên rờ đầu chưa phải là cao thủ. Chỉ cần liếc mắt nghe một cái là mình tự động mình yên, đâu cần phải rờ đầu đâu. Không cần, cách xa 100 mét thôi, chỉ cần liếc mắt một cái là yên hết. Mà cái đó ai biết, cái đó thì mình không có cảm, có người cảm được, có người thì không cảm được. Ví dụ như tự nhiên cái mình nghe tên của ông thầy đó, cái mình thấy mình cũng vui vui. Thì rõ ràng là lực dụng của ông lớn để mà có thể xin cái sự hoan hỷ tới mình. Ông đang sống trong an lạc, trong phỉ lạc, thì nghĩ tới cái tự nhiên mình nghe yên à. Giống như có một vị rất là yên tĩnh, rất là thanh tịnh. Tự nhiên cái ban đêm mình đi ra đường của mình nghe lịch bịch ở phía sau, mình sợ ma, cái mình nhớ tới sư phụ mình, cái ủa sao hết sợ. Giống như có sư phụ mình phù hộ vậy đó. Nhưng mà không phải, đó là lực tâm. Đó mới nói là năng lượng, năng lượng. Nhiều khi cái từ năng lượng người ta không định nghĩa nổi. Vì năng lượng là nó dàn trải trong tất cả những cái sinh hoạt nhỏ nhiệm nhất trong đời sống, trong sinh hoạt của tất cả mọi người, của tất cả các loài động vật và thực vật. Cho nên mình muốn năng lượng gì? Muốn năng lượng thì ví dụ như bây giờ là bà đó có cái năng lượng là cự lộn, mà gặp bà là cự cho đã luôn. Và cự lộn với bà rồi về nhà mình cũng còn quạo tiếp nữa. Đúng không? Bị cái năng lượng hơn thua nó trỗi dậy nên tâm của mình rồi. Cho nên bị nhiễm cái năng lượng đó, cự lộn bà ngoài đường xong về cự lộn gia đình con cái, rồi cứ đập bể nhà bể cửa tùm lum, mà nó chưa có hết đã cái tức á. Chưa hết đã cái tức, tức là mình nhiễm năng lượng đó rồi. Như ví dụ như mình gặp một vị tiền sư có đức, mà mình gặp rồi cái mình về 3 ngày mình cảm giác được yên ổn, an lạc, thì năng lượng đó là kinh khủng nhất đó, đúng không? Và có những người như vậy, có những người như vậy. Tự nhiên cái mình sống chung cái môi trường của người đó, mình nghe yên, cái mình bước ra khỏi chỗ đó mình nghe bất an liền tại chỗ. Và thường là như vậy, mà chúng ta bị bất an chúng ta không có nhận ra. Hoặc là cái lực người đó nó mạnh đến cái độ là mình gặp rồi, mình về tới nhà một hai ngày sau mình vẫn thấy nó yên yên gì cài kỳ lắm, nó mình không có diễn tả được cái đó.
Thì đó là những loại năng lượng thanh tịnh của tự tâm phát động từ cái vị đó ra. Buồn buồn chỉ cần vô cái chỗ người đó ở rồi đi vòng vòng chơi thôi mà không cần gặp là mình cảm thấy nó sướng cuộc đời mình rồi. Nhưng mà không giải thích được, cái này nó không có giải thích được, cái lý do gì thì mình không giải thích được. Nhưng mà không có tới chỗ đó là mình không có cái cảm giác yên ổn. Đó, mình bước rời chỗ đó là mình cảm giác nó bất an, mà tới chỗ đó mình cảm giác yên ổn thì rõ ràng là năng lượng tu ở cái vùng đó nó rất yên ổn, rất là thanh tịnh. Thành ra là mình rất là bình thường. Mà mình tới đó mình bị chuyện thì mới nói là năng lượng chỗ đó làm sao. Đúng không? Tự nhiên mình đang ngon lành, mình tới đó cái mình bị gì đó, bị sốt lên à. Lý do gì? Tức là năng lượng đó với mình nó không có tương thích. Nó sẽ phá cái từ trường phá năng lượng để gây sự xáo trộn, bất an và gây bệnh tật cho chính bản thân mình. Nhưng mà mình ít có cảm được cái đó, mình không có hiểu, đúng không? Sao không biết, lỡ đó chắc tôi bị trúng phong, trúng gió, xin lỗi, không có cần phong đâu, không có cần gió đâu. Nó là chuyện khác của gió. Nhưng mà chúng ta phải cảm được cái này, chúng ta mới hiểu được trong cái vũ trụ, trong cái năng lượng của từng vùng, từng nơi nó có cái khác. Thành ra cái gì mà tương thích với mình á, đúng không? Cái năng lượng nào tương thích thì mình tới đó mình cảm thích, mình muốn ở lâu nè, mình đi mình cảm giác mình liên tiếc nè, ví dụ vậy thì nó có một cái gì tương đồng, tương thích. Cái sự mà cái gọi là cái nhịp điệu mà rung động sinh học của cái vùng đó nó sẽ tương thích với cái rung động sinh học của cơ thể của mình. Nó có một cái gì đó nó tương thích. Thì gọi là mình có duyên với cái chỗ đó hay là cái gì đó đại khái. Tức là mình đi tới chỗ đó, cái mình đi mình nhớ hoài, mình muốn đi mình không đi, mình khó chịu lắm. Để sắp xếp công chuyện phải tới là đó một lần nữa. Và tới lần này thì ở lâu hơn hay gì đó, rồi xong cái mình về cái mình thấy mình nhớ hoài thôi, bỏ nhà vô chùa ở luôn cho rồi. Thì vậy là mình cái duyên với cái chỗ đó, năng lượng đó nó phù hợp với cái của mình. Cho nên có những người mình chỉ cần đơn giản mình thấy họ tới đó lần thứ nhất một cách rất vô tư, và lần sau họ tới nữa và họ dành nhiều thời gian là biết rằng cái duyên và cái năng lượng có một cái gì đó nó tương thích. Còn không, tới lần thứ hai, tới lần thứ nhất chỗ đó bệnh ít, tới lần thứ hai sẽ bệnh nhiều hơn. Tới lần thứ ba khi mình đi cấp cứu. Thì năng lượng nó có một cái gì đó, nó gọi là nó chống phá, nó khắc với nhà, khắc với mình. Người khác thì được, nhưng mình bị khắc. Thì nó cũng là một cái chuyện khác nữa, cái lực của tác động tâm nó nhiều lắm. Có cái mà chúng ta ví dụ nha, có những cái vị có đức nói mình thôi chuyện đó đừng làm, phải không? Cái mình cũng cãi mình làm cho nó xong, cho nó đã chí mình, cái mình về nhà, cái tự nhiên cái mình cảm giác mình bất an. Đầu tiên là cảm giác bất an, tối đó ngủ không được, mặc dù là cái chuyện mình muốn mình làm được rồi, nhưng mà tự nhiên cái mình nghe mình bất an à, hiểu không? Mà đây là cái chuyện tâm linh của nhiều chuyện lắm á. Rồi sau đó cái mình bệnh luôn, bệnh định bệnh khoảng ngày, bệnh nhiều tháng nhiều năm. Rồi cái lần tới hồi cái mình nhớ lại nó chết cha hồi đó, ông thầy ông kêu mình đừng làm mà mình làm, cho nên mình bị dày phải quay lại sám hối ông thầy thì chuyện đó nó mới hết. Nhưng đó là cái chuyện mà thông thường của cõi thế gian này thôi. Nhưng mà chúng ta không bao giờ thấy được cái người có đức họ nói một lời là như một cái chuyện mà dụng trừ thế gian là trời phán, không có dẫn chơi được đâu. Vì sao? Vì cái người có đức tức là cái tâm của họ đã chứng đắc ở một cái phần tâm linh nào đó, mà mỗi một lần thăng một bậc tâm linh là một cái bậc hộ trì. Một tầng tâm linh là một tầng bậc hộ trì khác nhau. Cho nên nếu mình thấp hơn một tầng tâm linh thôi mà người kia cao hơn mình một tầng tâm linh là cái sức hộ trì khác. Chúng ta tưởng tượng giống như chủ tịch xã đi thì có hai anh hộ vệ, mà chủ tịch huyện đi thì hộ vệ khác, và chủ tịch tỉnh đi hộ vệ khác, chủ tịch nước đi là có vệ sĩ đầy. Đúng không? Đúng không? Nó mỗi một cái người thì vậy là cấp bậc của thế gian nó sẽ có một cái lực lượng hộ vệ khác rồi. Nhưng mà tầng bậc tâm linh lực lượng hộ vệ còn kinh khủng hơn, từ đây vượt hơn tới ba cõi, chứ đừng nói trong một cõi hai cõi. Cho nên chỉ cần mình tác ý một lần với một cái người có đức thì cái người hộ vệ của mình á, họ sẽ lại họ xin lỗi dữ lắm luôn, thì mình mới hết cái bất an. Tức là các vị hộ vệ của cái vị đó thấy cái chuyện này nhỏ thôi, tha mày đi à. Ông thầy đó hoặc là cái người đó họ không biết, nhưng mà cái tầng hộ vệ của họ đang xử lý, cái tầng hộ pháp của họ đang xử lý, họ đang rầy dạy mình về cái chuyện sai lầm gì đó,
mà những người hộ vệ mình mới biết thôi, chứ mình ở đây mình cũng không biết. Thành ra đây là những cái chuyện mà chúng ta nói là cái lực đó, gọi là không thua súc đó. Không thua súc thì nó nói chứ nó chỉ không thua súc ở cái tầng đó thôi, nhưng mà lên tầng khác là mình là rác. Lên tầng nữa mình là rác. Ở đây giống như có những quyển sách hay, nghe nó hay vậy, mình đọc thì một số người chấp nhận, nhưng một người cao hơn tí họ sẽ thấy rằng ở này nói nó không có chuẩn lắm. Rồi người cao hơn chút nữa là thấy nói lệch lạc, người cao hơn chút nữa thấy nói không trúng gì hết luôn. Đó, chỉ cần một bài giảng hoặc một quyển sách thì chúng ta đã thấy được cái trình độ nó đã khác rồi. Lý luận một chuyện thôi, nhưng mà mỗi một người phải có một cái nhận định khác. Thật ra ở cõi mình thì được gọi là không thua súc, nhưng mà lên cõi cao hơn nữa thì khó lắm. Hơn nữa là hoàn toàn ở chót bẹt, không có nói là không thua súc được đâu. Thành ra là những cái sự mà có cái tác động mình thấy ở thế gian thì cái chuyện nó rất là bình thường. Nếu chuyện mình bị bế tắc công việc, rồi bị phiền muộn, bị cái gì đó, nó là chuyện ở thế gian, nó là cái chuyện bình thường. Những cái chuyện đó được sắp xếp theo cái kiểu nhân quả. Nhưng mà chuyện của cái tầng tâm á, thì nó là một cái chuyện khác. Tầng tâm là một chuyện hoàn toàn khác. Đương nhiên là nó không phá hủy nhân quả, nhưng mà nó một cái lực dụng ở bên sau của nó là một cái gì chuyển hóa hết. Tại vì ở nơi kinh Bát Nhã mà nói làm sao? Ngay nơi hiện tiền này tất cả các pháp đều hiển lộ từ không tướng, tức là mọi chuyện đều sẽ xuất hiện từ cái chỗ không tướng kia. Mà cái không tướng kia để hiển lộ tất cả các pháp rồi thì cái lực của cái không tướng có thể xoay chuyển và hóa giải tất cả mọi thứ ở tất cả các pháp. Thì chỉ cần cái tâm lực của họ mà đạt tới cái chỗ kia thì họ sẽ chuyển hóa nhiều chuyện lắm. Nhưng mà vẫn không phá vỡ cái nhân quả, vẫn phải là một cái gì đó để phù hợp và chuyển hóa cái tâm của người đó, để người đó sẽ hướng về chánh pháp. Thì lực không thua súc với nghiệp tập người ta. Nếu mình mạnh hơn cái nghiệp của họ, chỉ cần một lời nói họ có thể thay đổi. Nhưng mà lời nói mình không có đủ sức để tác động tới tâm họ, họ vẫn còn nguyên ở đó, có nghĩa là cái lực của mình nó không có thay đổi được người đó. Ý nghiệp họ dày hơn. Cái bài pháp thì bài pháp nó không lọt ra được chút nào. Cho nên dùng luôn cái lực không thua súc này nó nhiều ý nghĩa lắm. Thật ra mình muốn thuyết phục người đó, mình thuyết phục hoài không xong. Thì có nghĩa là gì? Mình không có khả năng thuyết phục, không có khả năng chuyển hóa, cái lực tâm của mình nó yếu hơn người đó. Nhưng mà có một người nào đó nói một tiếng họ nghe, mặc dù họ không có cái chức vụ gì hết, không có liên quan gì hết, nhưng mà họ nói một tiếng là người kia nghe, thì cái lực của người này mạnh hơn. Cho nên cái chuyện mà chuyển tâm của mình ở nơi cuộc sống hiện tại, rồi chuyển tâm của những người ở cõi giới âm, chuyển tâm cho những người ở các cõi khác, đều phải nói là lực, nói tới lực của tâm. Lực dụng của tâm nó là năng lực hoàn toàn. Những cái đó nó rất là khó có thể được chứng minh bằng cái máy móc, tại vì máy móc mình chưa đủ tầm để đo được cái lực của tâm. Những máy nào mà đo được lực tâm là cái tâm đó nó thô lắm rồi. Giống như là có một cái môn thiền định ở bên Mỹ mà hồi năm 2012 tôi giảng ở bên đó, thì có một đạo tràng là dạy tu, rồi là có một chế được cái máy, cũng một anh tiến sĩ người Đức chế được cái máy, ảnh đo được người này là cái tâm nó động nhiêu, đại khái là vậy, có lắng xuống tới định hay không vậy đó. Thì cái bài đó tôi có trả lời trước công chúng rồi. Đó là trò chơi của ý thức ở bề ngoài. Chứ nói về thiền định thì không có đủ sức, máy nó không có đủ sức đo. Tại vì có những cái định mà nó làm tắt đi ý thức, máy đo đâu nổi rồi. Còn ý thức thì máy còn đo được, mà vô thiền định rồi máy lấy gì đo. Thì cái nó rung động ở một tầng khác, nó rung động ở tầng khác thì máy không thể nào đo được cái dao động, tại là dao động sóng âm của sóng não của mình á. Mà còn á, thì máy nó bắt được cái sóng não, nó mới đo mình động nhiêu, tịnh nhiêu. Nhưng mà bây giờ người này không còn xài não nữa, họ còn sống, nó không có dao động nữa, lấy gì đo. Nhưng mà định thì chưa có sâu lắm, chỉ là sơ thiền thôi là đã chết chắc cái máy đó rồi. Sơ thiền là máy không có cách nào đo được, nó đo chơi cho vui vậy thôi. Thế là nói về lực là nó là nhiều, rất là nhiều chuyện. Lực ảnh hưởng từ thế gian cho tới suốt thế gian, từ cõi này qua tới cõi khác là lực không thua súc, là một cái điều nó thuộc về tâm linh hoàn toàn. Vật chất thì người này mạnh hơn người cũng lấn áp người kia được, đúng không? Người này mạnh hơn cũng lôi kéo người kia được, rồi đó là cái mặt của vật chất mà chúng ta cũng có thể thấy. Nhưng mà tâm linh thì nó là rộng hơn nhiều. Nguyện tất cả chúng sanh làm vô ngại pháp sư, được quang minh vô ngại nơi tất cả các pháp.
Vô ngại pháp sư để được làm quang minh vô ngại, tất cả các pháp quang minh đây được gọi là ánh sáng, là sáng tỏ đối với tất cả các pháp, mình hiểu cái nghĩa đó. Thì vậy là đối với tất cả các pháp là mình không có lầm. Nói nghĩa thường thường là mình không có lầm. Thì vậy là một vị pháp sư, thứ nhất là nói pháp của Đức Phật, nói pháp của chư Phật thì không sai lệch với chân lý, với chánh pháp của chư Như Lai. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà nói pháp để mà gọi là giảng dạy cho các cõi, đây phải nói giảng dạy cho các cõi, riêng cõi người mình theo sử dụng một cái loại ngôn ngữ như thế này để mình trao đổi với nhau, hoặc là sách viết gì gì đó, là cõi người thôi. Nhưng mà vượt qua cõi người, đủ sức để có thể chuyển hóa tới cõi nào thì mới được gọi là vô ngại. Và khai thị cho một người chứng quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là lực dụng riêng hoàn toàn, cảnh giới tu chứng khác biệt hoàn toàn. Mà nếu khai thị cho người ta chứng tới quả A La Hán thì con còn ngại không? Được gọi là vô ngại chưa? Xin thưa chưa? Chừng nào khai thị người thành Phật mới được vô ngại. Đúng không? Thì chỉ có Đức Phật mới được gọi là vô ngại hoàn toàn. Tuyệt đối là Đức Phật có khả năng để khai thị một vị sơ phát tâm để trở thành Đại Phát Tâm Bồ Đề. Một vị Đại Bồ Tát có thể chứng quả Phật ngay tức khắc, mà không phải một vị mà hằng hà sa số các vị, mà không phải một cõi mà hằng hà sa số các cõi. Lực của Đức Phật đủ sức để có thể khai thị tất cả mọi người đều chứng thành Phật quả. Và chỉ có Đức Phật mới làm nổi chuyện này thôi, chứ chúng sanh khác không làm được, Bồ Tát khác không làm được, thì mới được gọi là vô ngại đối với tất cả các pháp. Làm quang minh tức là ánh sáng chiếu diệu đối với tất cả các pháp. Bây giờ mình ngồi đây nhưng mà ánh sáng nó chưa có chiếu vào tâm của mình nổi để chuyển hóa mình. Đúng không? Tức là cái lực của người thuyết giảng chưa đủ để có thể phá được, xé dẹt được nghiệp tập phiền não của mình để cho mình hiểu được chánh pháp ngay tức thời, tức có nghĩa là mình chưa được. Vì vậy là mình quay lại mình nói là tại cái duyên mình nó chưa có đủ gì đó, cũng là một cách lý luận, nhưng mà ở đây là một cái chuyện khác hoàn toàn. Nói tới cái chuyện vô ngại của Bồ Tát, vô ngại của một pháp sư để có thể làm ánh sáng quang minh nơi tâm của họ là chuyện hoàn toàn khác. Thì lực này là cái lực giác ngộ của Đức Phật, chứ có người thường chắc chắn là không có làm nổi. À, như mình cũng như là trong lịch sử của Đạo Phật đó, giống như là sau khi Đức Phật thành Phật rồi thì bài pháp đầu tiên, đại pháp đầu tiên là đương nhiên là Đức Phật thuyết Quan Âm này rồi. Đến khi Đức Phật sử dụng ngôn ngữ của người phàm, chúng ta phải xác định như vậy, ngôn ngữ của người phàm để nói cho cái người trong cõi phàm nghe và chứng thánh quả A-la-hán, đó là bài Tứ Diệu Đế. Cho nên khi mà nói Tứ Diệu Đế, chúng ta phải xác định rất là rõ là đó là bài pháp đầu tiên Đức Phật sử dụng ngôn ngữ người phàm để thuyết pháp cho loài người nghe. Ngôn ngữ của loài người chứ không nói là ngôn ngữ người phàm. Như vậy là bài pháp đầu tiên Đức Phật nói Tứ Diệu Đế cho năm anh em ông Kiều Trần Như là sử dụng ngôn ngữ của loài người để nói cho loài người nghe. Đó là bài pháp đầu tiên sử dụng ngôn ngữ loài người, chứ không phải là bài pháp đầu tiên sau khi Đức Phật thành Phật. Sau khi Đức Phật thành Phật, Đức Phật ở trong cảnh giới Tỳ Lô Gia Na thuyết kinh Quan Âm, tức là ở trong cảnh giới mà thuyết này là nó không có ngôn ngữ, nó hoàn toàn không bằng ngôn ngữ người phàm, mà ngôn ngữ này là ngôn ngữ gốc để thông tất cả các cõi. Đó là bài pháp đầu tiên. Cho nên á, là hằng hà sa số các vị đạo Bồ Tát ở khắp thập phương chứng Phật quả do Đức Phật thuyết bản kinh Quan Âm này. Mà cõi này mình không biết nổi đâu. Cho tới khi Ngài Long Thọ nhập trong đại định, Ngài Long Thọ thấy bài pháp tuyệt vời quá, Ngài Long Thọ bắt đầu mới chuyển thành ngôn ngữ người phàm cho cõi phàm này nghe, ngôn ngữ loài người cho cõi phàm mà nghe, mình mới có được học. Thì Ngài Long Thọ là nó sau Đức Phật mấy trăm năm. Cho nên những người mà nghiên cứu về sách sử Đại Thừa thì cho rằng là cái bắt đầu có ngôn ngữ này là sau thời Đức Phật, tôi nói là đúng, không phải sai. Nhưng mà nói không phải Phật thuyết là sai, hiểu không? Phật có nói nhưng mà lúc đó là ai nghe nổi, chỉ có những vị Đại Bồ Tát, các vị Thánh nghe thôi. Và đến khi Ngài Long Thọ Ngài chuyển thành ngôn ngữ người phàm để cho người phàm được nghe. Được nghe chứ chưa chắc là mấy người phàm đã hiểu bản kinh Quan Âm. Từ xưa tới giờ trong lịch sử Phật giáo không mấy người hiểu, không mấy người thuyết giảng bản kinh này. Kể từ sau Ngài Long Thọ là nó hơn 1.700 năm tới giờ phút này rồi.
Thì vậy là bản kinh Quan Nghiêm này để trong bàn thờ đốt nhang lễ lại hoặc đem ra tụng dữ lắm. Chứ còn để mà hiểu và hành, hoặc là hiểu để có thể thành tựu được cái đạo nghiệp của người đó là không kiếm ra được mấy người trong xuyên suốt lịch sử sau khi có bản kinh Quan Nghiêm này. Thì đó là gì? Đó cũng gọi là lực vô ngại. Thì cái lực vô ngại của một cái pháp sư là gì? Tất cả những cái sâu kín, những cái chuyên môn và những cảnh giới tu chứng qua lời nói, qua cách diễn đạt của tất cả các vị pháp sư trước, hoặc các vị thiền sư trước, hoặc các vị thánh trước, thì mình thông suốt không ngần ngại bất kỳ cái loại ngôn ngữ và cảnh giới tu chứng nào. Có nghĩa là mình đọc mình sẽ thông tới những cảnh giới tu chứng, chứ không phải hiểu ngôn ngữ của người đó nói. Vì cái người đầu tiên họ nói với một cái tâm trạng, với cái bậc trí tuệ khác cho cái người ở cái thời điểm đó. Và ngôn ngữ của thời điểm đó nó khác biệt với ngôn ngữ của cái thời điểm của mình. Nó rất là chuyên, nó rất là sâu, vì cái trình độ tu tập của những người đó nó cao hơn cái thời của mình rất là nhiều, cho nên họ nói rất là chuyên. Và cái thời điểm đó thì những người đó ngộ, nhưng mà mình đọc cái mình thấy mình không biết cái gì luôn. Mình không biết gì luôn. Mặc dù đã dịch ra ngôn ngữ tiếng của mình hoặc là các tiếng, nhưng mà hiểu cho tới những cái cảnh giới tu chứng của chư Phật, chư Bồ Tát diễn tả là mình chịu. Vì nó trải nghiệm những tâm linh, trải nghiệm cảnh giới tâm linh, những cảnh giới tu chứng một cách thực sự mới đủ sức diễn tả nổi những cảnh giới tu chứng trong cái bản kinh Hoa Nghiêm này. Đó là một cái gì rất là chuyên sâu, chứ không có đơn giản như mình hiểu. Không phải đọc đọc sách để hiểu. Đọc kinh mà hiểu kinh, đọc chữ mà hiểu chữ thì cái đó là tâm thức. Đọc khi nào mà thấy được cái người muốn nói cái gì ở đây á, mặc dù ổng nói câu này nhưng mà ý ổng là cái chuyện khác, thì mới có thể hiểu nổi kinh điển Đại Thừa. Còn không kinh điển Đại Thừa là chúng ta không bao giờ hiểu được. Thật ra nói tới cái chữ mà thuyết pháp vô ngại pháp sư á, là những người đó có một cái khả năng chứng đắc ở một cái chỗ rất là sâu ở trong Phật pháp, và đủ khả năng điều từ vô ngại như nãy mình nói là phải đủ khả năng khai thị một người chứng đắc thành Phật thì mới hoàn toàn. Về cái chuyện mà vô ngại nữa là gì? Tức là người đó vào ra cõi giới Phật một cách tự nhiên như ra vào cái nhà của mình. Nhưng mà các vị thánh A-la-hán vào ra cõi giới chư Phật chưa nổi, hiểu không? Thì được gọi là ngại. Vẫn còn có cái chỗ ngại, tức là có những cảnh giới tâm linh mà các vị chứng A-la-hán không thể thâm nhập nổi. Giống như mình bây giờ mình nói là mình tới cõi trời thì gần như không ai có thể đi được. Nhưng mà trong thịt sử nhân loại, Đức Phật dùng cái thân này để đi lên cõi trời thì cái thời đó là họ đã thấy tường tận trước mắt với chúng đại tỳ kheo và vua quan trưởng giả dân thường đều thấy cái chuyện Đức Phật bay lên cung trời. Đức Phật nói là Đức Phật lên cung trời đau lợi, nhưng mà cái chuyện Đức Phật bay thì mình thấy, nhưng mà Đức Phật đi tới đâu là mình không biết, đúng không? Khi mà Đức Phật vượt quá cái tầm với của cõi người, tức là vượt quá cái khả năng nhìn thấy của con người, thì Đức Phật sẽ không còn mang cái thân cũ nữa, mà bắt đầu Đức Phật vào cõi trời bằng cái thân khác. Nhưng mà Đức Phật trở về từ cái cõi hư không kia mà trở về tới cái tầm thấy của loài người, thì Đức Phật lại hiện cái thân của một cái người y như người phàm để trở lại cõi phàm như mình. Chứ lên trên kia không có xài thân này. Lên cõi trời là không xài thân này. Đức Phật đương nhiên là sẽ sử dụng một cái thân của thay cõi trời để đi tới cõi trời, chứ không phải là cái thân tương ương với cõi trời đâu lợi không có nữa, mà Đức Phật phải sử dụng cái thân của bậc thầy của các vị cõi trời. Ánh sáng phải nhiều hơn và sự thanh tịnh phải lớn hơn. Thì các vị cõi trời là khi mà Đức Phật tới đó là phải dùng hai tay che mắt rồi gì, hoặc là nhắm mắt lại để hướng về chỗ đó lễ lại thôi, chứ còn không ai đủ sức để có thể thấy được hết cái diện mạo của Đức Phật. Ở cõi phàm thì Đức Phật hiện cái thân phàm mình thấy rõ, đúng không? Nhưng mà lên cõi trời là khó lắm. Các vị cõi trời không có vị trời nào đủ sức để có thể thấy được Đức Phật, trừ trường hợp là có một người nào đó có duyên được Đức Phật hiện cho thấy. Còn không là thấy ánh sáng rực rỡ và chói lòa cặp mắt thôi, chứ không có cách nào thấy được Đức Phật cả. Không có đâu, không có chuyện đó đâu. Các cõi thì Đức Phật sẽ hiện tất cả những cái gì của mình khi cần thiết ở giáo hóa cõi nào.
và cho ai thấy thì người đó có duyên mới được thấy, còn không là không ai có khả năng thấy. Thậm chí tới các vị A-la-hán mà Đức Phật cho thấy ở cõi khác đó, mà Đức Phật cho thấy, Đức Phật còn ít người có thể thấy. Chứ không phải tất cả các vị A-la-hán đều có thể thấy Phật được đâu. Cho nên tôi thích đọc một số những bản kinh mà Di Đà ví dụ vậy, thì cái người này sau khi được sanh ra rồi được ai giáo hóa, chứ không phải trực tiếp Đức Phật giáo hóa, đúng không? Rồi có những người mà hạ phẩm hạ sanh mình sinh ra rồi là phải bị cái gì gì bao nhiêu ngàn kiếp rồi bắt đầu mới khởi đầu được học Phật Pháp. Học Phật Pháp thì phải học căn bản Phật Pháp, nói rất là rành mạch. Phải được học căn bản Phật Pháp là học ABC của Phật Pháp xong rồi, rồi nhiều bao nhiêu kiếp sau rồi mới gặp Bồ Tát tên gì, rồi trải qua mấy ngàn kiếp sau mới được gặp Ngài Quán Thế Âm, rồi mấy ngàn kiếp nữa mới được gặp Di Đà thuyết giảng. Nó căn bản rõ ràng, thì rõ ràng là thứ tự sanh tử nó rõ ràng như vậy, chứ đâu có bản kinh nào mà nói lệch nhân quả đâu. Nhưng mà nhiều khi mình tưởng tượng đang là chúng sanh, nó làm cái rẹt lên tới cõi trời, ai đưa mình đi nổi, không có đâu. Nói lộn quá, không biết là mấy vị nó sau này có nói lại không. Còn tự nhiên làm chúng sanh cái đi cái rẹt lên tới cõi Phật, xin thưa cõi Phật là không cần đi, ở đâu cũng là cõi Phật rồi. Chết là mình ở trong cõi Phật, chứ mình không cần phải đi, không cần ai hộ niệm. Nhưng mà được thấy Phật, được gặp các vị thánh đệ tử của Đức Phật để giáo hóa cho mình, thâm nhập Phật đạo, đó là chuyện khác. Chứ còn tất cả cõi nước mười phương đều là cõi của chư Phật đó, cho nên chết không có cần phát nguyện đâu, là mình đã ở cõi Phật rồi. Và không cần ai đưa đi, không cần hộ niệm, cũng đã ở cõi Phật rồi. Vấn đề là chúng ta được học cái gì sau khi mà chúng ta bỏ thân mạng này, đúng không? Chứ còn tất cả chúng ta đều đang ở cõi Phật, chúng ta chưa rời cõi Phật phút giây nào. Cho nên đừng có lo là chết không về cõi Phật. Dạ thưa, mình đang ở rồi, không cần đi đâu. Nhưng vấn đề là sau khi chết đó, giờ cái tâm thức mình đủ cái phước để có thể học lại căn bản Phật Pháp hay không, hoặc là gặp Bồ Tát giáo hóa mình hay không, vân vân. Tất cả những chuyện đó là chuyện ở bên sau. Thành ra đâu có cần hồi hướng đâu, ai cũng ở cõi Phật mà. Không có cần về phương Tây. Thập phương thế giới đều là cõi cõi của chư Phật, chứ đâu phải phương Tây mới là cõi Phật mà phương Đông không có, đúng không? Ra mình cái phân biệt là mình về cõi kia chưa chắc cõi kia ngon hơn cõi này. Tại vì cõi này là cõi của chư Phật mà. Mà chư Phật mười phương, tất cả Đức Phật thì khi mà thâm nhập Phật đạo á, lúc mà chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì ngay khi đó khắp pháp giới đều là cõi của Đức Phật đó. Mà mỗi một Đức Phật thành Phật thì khắp pháp giới đều là một cõi của vị đó. Mà thập phương thế giới hằng hà sa số Đức Phật, thì khắp pháp giới mười phương này là hằng hà sa số cõi, đều là cõi của chư Phật hết. Nếu tính ra là quá trời quá đất Phật luôn, đúng không? Nhiều vô số kể Phật sở hữu cái cõi này đều là cõi của hằng hà sa số Đức Phật, chứ không phải là một Đức Phật. Thành ra Phật không phải ở cõi riêng, ở Đông, ở Tây, ở Nam, ở Bắc, mà Đức Phật ở khắp pháp giới này. Và mỗi một Đức Phật là một cõi, thì hằng hà sa số Đức Phật là chồng chồng lớp lớp cõi Phật ở đây, không thể tính lường được. Thì đời hồi hướng đi đâu? Tôi không muốn đi. Đó là nếu mà chúng ta hiểu để chúng ta thấy rằng cái tự tại á, một pháp sư mà tự tại thì một pháp sư nó phải đủ sức thấy tất cả những cái chuyện của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền và tất cả chúng sanh, tất loài các cõi, để có thể nối pháp cho chúng sanh từng loài từng cõi nghe một cách rất là rõ ràng, rành mạch. Thì đó mới được gọi là pháp sư vô ngại. Còn không là còn ngại lắm, ha? Còn ngại. Và còn ngại rồi thì không đủ làm quang minh để soi sáng tất cả các pháp được. Thôi chắc buổi sáng nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ. Thế nguyện
cùng. Thế nguyện tu như lai vô lượng thế phụ sự Phật đạo.